trong phạm vi của loạt mạng đàm mà chúng tôi với sự công tác kỹ thuật của Đài Lip Tình Sài Gòn của anh Đinh Xuân Thái đó, những cuộc mạng đàm với các nhân vật ở trong chính yếu ở trong lịch sử Việt Nam. Hôm nay chúng tôi rất vui mà tiếp xúc lại với một người bạn rất là thân tình là anh. Trước hết cảm ơn anh từ Connecticut về để chơi và để dành cho chúng tôi một cái buổi để chúng ta nêu lại một số vấn đề cũ mà liên hệ đến cái cuộc đời cái bằng sinh hoạt về văn hóa và tranh đấu chính trị của anh. Và thưa anh, bây giờ nếu anh đồng ý đó thì cái đoạn đầu chúng ta sẽ nói về cái dĩ vãng anh một chút xíu. Dạ, bởi vì anh có một cái dĩ vãng theo tôi biết nó rất là có nhiều cái điểm đặc biệt. Xin anh vui lòng cho tôi biết cái nơi sinh quán của anh, chuyện anh đi học ngoại quốc làm sao, anh trở về nước làm sao anh ra. Dạ. Tôi sinh trưởng trong một cái gia đình điền chủ ở tỉnh Trà Vinh. Ông cố ông sơ của tôi đó là những người có những người là hợp tác với chính quyền để mở mang cái tỉnh Trà Vinh. Ví dụ như là bây giờ ông sơ của tôi nó còn để tên lại trên một cái con kinh từ sông Đáng Thác, cái kinh đó bây giờ gọi là kinh ông Viễn. Ông sơ của tôi có tên là Huỳnh Văn Viễn. Ông đến ông khai thác cái tỉnh Trà Vinh theo ông là chủ điền hả? Hồi đó ông, ông không có, ông là một công chức làm với Tảo Quân Lê Văn Diệp. Bị công chuyện gia đình thành thử ra ông phải đi Vinh Điền. Một người em thì đi quân đội bị phạt, một người anh thì đi Vinh Điền. Đó là ông sơ của tôi, ông Quỳnh Văn Diệp. Ông đến đó ông lập nghiệp và khai. Xin lỗi anh, cái con kinh nó hiện bây giờ còn ở vẫn giữ cái tên đó, vẫn giữ cái tên đó. Cộng sản cũng nó đổi một chút là thay vì kinh ông Viễn nó bỏ chữ ông. Nó kêu bằng kinh Viễn. Kinh Viễn hả? Chỉ mới bỏ chữ ông đây thôi. Dân chủ quá. Thì ông đến đó là năm 1820 đời ông Lê Văn Diệp. Ông xin lắm đó. Rồi gia đình chúng tôi phát từ đó dạy theo con kinh đó và dạy theo con sông Láng Thế ở tỉnh Trà Vinh. Tôi thưa anh, xin lỗi anh Lan, thì cái khi anh vào đời đó, khi mà anh đi học đó, từ tiểu học, trung học thì anh học ở Trà Vinh hay đâu? Thì tôi sinh ra ngày 26 tháng 7 năm 1922 ở tại làng Nghĩ Long, thuộc quận Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Rồi đi học tiểu học ở đâu? Tiểu học đó thì gia đình tôi rước thầy về nhà dạy. Chắc là con điền chủ ngon lành thì, cũng rước thầy về nhà cũng, cũng có một phần tại con điền chủ, nhưng một phần là tại không có trường. Muốn đi trường thì phải đi với trường Bình Phú xa. Thôi trước trường thì rước thầy về nhà dạy học. Tôi được một ông thầy rất là, tôi có phước là được một ông thầy giáo tốt. Ông là phe đi xi con khe chen. Ông có bằng thành trung. Ông đau thành thử ra ông cho ai khác là con của cậu út tôi. Thành thử ông vô ông dạy tôi từ 8 tuổi tới dạy 2-3 năm thì tôi đi trung tiểu học. Anh được trung học ở đâu? Sau tiểu học thì tôi lên Sài Gòn tôi học. Vô Seminaire Saint Joseph tôi học. Tôi học tôi tới hết tới Philo. Sau Philo rồi. Cái Seminaire Saint Joseph nó dạy tới Philo hả? Dạ, dạy tới Philo. Anh muốn lấy bằng trung học để nhất cấp đó, anh phải đi qua bên Ta Be. Chỉ có vậy bên Saint Joseph ở đường. Ở đường Cường Đệ, anh chỉ sáng đi bộ đi nhập với đường Ta Be để lấy bằng. Vậy. Thì hai cái đó thì thầy của tôi phần nhiều là thầy Pháp. Cha Paren, cha xin anh là nếu tôi không làm, tôi có đọc ba cái cuốn nhân chứng một chế độ của anh đây, thì theo tôi biết sau khi mà có cái bằng tú tài rồi đó thì có một thời gian anh đi dạy phải không? Dạ, anh đi dạy trường nào không? Trước hết là tôi hồi tôi học phi lâu đó, vừa học phi lâu vừa làm sư phụ giáo. Thì tới chừng sau, tới chừng nhật đến đó, thì tôi vẫn sư phụ danh và vẫn học trò di cư.
À, di cư lên Lá Chiêu, sau di cư đó, thì tới trường Giặc đến, tới trường đảo đảo Chánh tháng 8 đó, 45 đó, thì là giải tán, cái trường giải tán hết, thì tôi về là và tôi kẹt ở trong làng. Thì khi mà cách mạng đến là tôi kẹt ở tại làng, thì nhị lòng. Thì tôi kẹt đó, thì cách mạng đến đó, thì ai anh cũng biết rồi, ai cũng gia nhập vào cái chuyện phong trào yêu nước ra chiến đấu. Thì tôi anh có gia nhập thanh niên tiền phong không? Không, tôi không có gia nhập thanh niên tiền phong, nhưng mà tôi về làm thì kể là trí thức đó thì cũng nhập vô là thanh niên cứu quốc đó. Thì gia đình của tôi đó, bên nội đó là ở làng Nhĩ Long đó, thì nói được ra là hoàn toàn theo cộng sản hết. Thì anh có một người chú sau làm chủ tịch của ủy ban nhân dân địa phương chưa? Không, chủ tịch ủy ban kháng chiến, tôi nhớ tên là Quỳnh Kim Thành, chú Tám. Tôi nhớ rồi. Thì khi sau cách mạng tháng 8 45 đó, thì giữa cái làng Nghị Long đó và cái họ Đạo Bãi Sang là bên ngoại của tôi đó, hai bên đánh nhau. Một phần rất lớn là tại bên cộng sản là khiêu khích, chửi bới rồi cho, chưa gì hết thì là cho là công giáo là dị dạng, thì hàng đủ quá thì chửi bới nữa, thì hai bên tranh đấu nhau, giết nhau. Hai bên là cái làng Nhĩ Lâm và bên cái họ Đạo Bãi Sa, họ Đạo rất lớn, họ Đạo tới 3-4 ngàn người hả. Thì chú của tôi đó, Quỳnh Kim Thành đó, thấy tôi là bên nội bên đây, bên ngoại bên Bãi Sa, thì nhờ tôi đi dàn xếp giùm. Lúc đó tôi kẹt lại, lúc đó bây giờ là thành cái chiến khu, cái làng của tôi là Nghĩ Long đó, lập ra cái chiến khu kêu bằng chiến khu Gò Cà. Cái chiến khu nó tồn tại từ 45 cho tới 75, không đời nào vô được. Bởi nó tại ngay ba biên giới là tỉnh Trà Vinh, tỉnh Vĩ Long và tỉnh Bến Tre. Bên đây ruộng bên đây chạy qua tỉnh bên kia, hai tỉnh Vĩ Long, Trà Vinh ruộng nhau, thì bằng đây lội qua Bến Tre. Thôi bây giờ mình đi lại lại anh chúc là thì sau đó nếu tôi không làm thì anh cứ về Vĩnh Đăng anh dạy. Dạ đó. Rồi đó. Dạ. Thì tôi đó, khi tôi đi điều định nó không được đó, thì người ta giao cho tôi Pháp là đầu năm 46. Giao cho tôi thì Pháp giữ tôi như là cầm tù trong mấy tuần lễ ở tại Trà Vinh. Thì sau đó thì tôi cũng có một người can thiệp cho tôi ra, thả tôi về. Thì tôi mới lội bộ đi về Vĩnh Lộc. Là tôi xin đi dạy học. Lúc đó Đức Cha Thục Đức Cha Thục rồi, Đức Cha Thục vô đó là từ 38 nữa, thì mở ra cái trường gọi là trường trung học Viễn Đơ Rơ Minh. Dạ. Lúc đó thánh Minh Viễn Đơ Rơ tôi chưa làm thánh thì mới sau này. Dạ, dạ. Thì đó thì vô tôi dạy, tôi xin dạy, như là tôi thất nghiệp thì tôi xin dạy học. Thì tôi cũng có tiếng có linh mục Cha Quang ha. Không, Cha Quang là ở ngoài, Cha Quang chỉ dạy thôi, nhưng chỉ mà cha giám đốc là cha Trần Văn Thiện đó, cha Thiện tôi hai nhớ. Ông cha đó thì là người học lúc đó tôi làm cha Nắng Vĩnh Long, tôi làm cha Thiện với cha Quang sau thành giám mục. Phải rồi, giám mục Cần Thơ hả? Hai ông làm giám mục hết. Đúng rồi, cha Thiện thì sau làm giám mục ở Mỹ Tho. À, còn cha Quang là làm giám mục Cần Thơ. Dạ. Rồi anh học ở đó mà dạy hả? Dạy được 2 năm. Tôi dạy toán, nhưng mà cũng dạy lớp nhỏ thôi, lớp 5, lớp 6 thôi. Thì Đức Cha Thục á muốn dớt tôi để cho tôi đi tu. Thành thử Đức Cha Thục cá nhân tôi và Đức Cha Thục dạy tôi chỉ có một học trò thôi. Dạy tôi 2 năm về thần học. Có. Nhưng mà tôi đi học nhanh lắm. Bởi vì chỉ có một người học cũng nhanh đó, để như là tôi học hết. Bây giờ hỏi anh, tại sao anh không thành linh mục mà bây giờ anh trở nên một kinh tế gia, một chính trị gia? À, tôi muốn ghê lắm anh, nhưng mà không được. Thì tôi có sự tranh chấp. Anh cứng đầu nên cãi lộn với ông Đức Cha Thục hả? Không, không có cãi lộn Đức Cha Thục, mà cãi lộn với ông giám đốc là Đức Cha Thiện. Thành thử ra Đức Cha Thục đâu có chọn lựa được. Đúng. Ông bề nào cũng phải binh ông giám đốc trường hơn là ông binh mục. Dạ. Ông giáo sư quèn như tôi. Rồi qua một giai đoạn nữa, có lúc đó anh ra đời, anh đi làm việc ở Đà Lạt phải, phải rồi. Khi lúc đó thì tôi bệnh lắm, thì ta biểu tôi lên Đà Lạt chữa bệnh. Thì tôi lên Đà Lạt là 48, đầu 48 tôi thất nghiệp, tôi lên Đà Lạt tôi dưỡng bệnh, tôi đi ra đi làm những cái chuyện mà chắc anh không giờ được. Làm gì? Đi hớt tóc. Có đi hớt tóc, đi hớt tóc rồi đi mai vá, trước khi đi tìm rồi một cái việc làm gì cho nó khá hơn một chút. Có vẻ trí thức hơn chút. Thì tôi bữa đó thì tôi thấy người ta cần một thư ký ở Trezorier.
đúng rồi. Ở Tây Do Đại Lạt, bộ kêu bằng gì đó, ngân sách nữa. Không phải kho bạc. Kho bạc là ngân khố Đại Lạt. Ờ, ngân khố Đại Lạt. Đang gọi là ngân khố. Dạ. Khi đó thì ông xét đó là ông Tây là Khép. Và ông phụ tá là tên là Sách. Ông Phạm Nhân Sách nữa, anh Sách sau này chắc anh cũng cũng là tên có bị vấn đề. Đó. Bây giờ hỏi cái nữa là trong trường hợp nào anh đi du học bên Pháp? Đó, tôi lên đó đó thì tôi làm được 2 năm. Yeah. Thì tôi làm cho kho bạc đó thì được 2 năm đó thì tôi cũng có được một số tiền để dành dụng. Thấy anh để dành tiền. Để dành tiền thì tối cái vé tàu đi Pháp. À, tối đi 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 dạy học để đủ sống và để dư tiền. Và chị tôi cũng còn giữ cho tôi được một số vàng của đời mẹ tôi để lại. Đúng rồi. Thử ra được cái số tiền đó thì tôi... Anh là lúc đó đi du học bên Pháp không dễ. Tại sao mà anh lại đi học ngoài cái chuyện tiền bạc là khác? Đấy rồi. Tại sao anh xin phép? Khó, khó, mà, khó, khó mà dễ. Hả? Khó mà dễ. Sao? Khó là cho những cái tuổi nhỏ. Còn cái tuổi tôi bây giờ quá tuổi rồi, tôi là mấy tuổi rồi. Đúng rồi. Rồi thành thử ra anh cần một cái người nghĩa là bảo trợ bên Pháp. Đúng rồi. Rồi tôi qua quen một cái người một người Pháp ở Đà Lạt lúc tôi nằm nhà thương đó, thì bà đó có người bà con này kia bằng lòng nghĩa là làm đã có đấy xuống đặt cho tôi vậy. Cái thôi bà mà ở Paris có cái ở Avenue de Breteuil đó, phải rồi, 54 Breteuil đó, tôi đã qua bạn giống correspondent của anh phải rồi. Thì giờ vậy thôi, anh có phước quá. Yeah. Rồi bây giờ kể là bây giờ anh đi tàu Champollion. Phải rồi, đi tàu Champollion. Tôi có đọc một cái khoản về chuyến đi tàu Champollion, anh thiệt là hi hữu. Ở trên tàu hoạt động sinh viên, đánh lộn đủ đủ thứ. Anh đừng tưởng tôi là vấn đề tại tôi cái gì đặc biệt không. Lúc đó bây giờ có lẽ là tôi già hơn mấy đứa sinh viên kia. Anh là, nó chọn nhưng tôi là có kinh nghiệm. Dạ, anh có tôi lớn tuổi mà anh có kinh nghiệm. Kinh nghiệm tôi mà lại anh có tinh thần tranh đấu, anh hướng đạo. Thành thử ra chọn tôi làm đại diện cho mà cái tàu đó đông, chiếc tàu đó chở 240 sinh viên. Đó, lần đầu tiên đi đông như vậy. Mà trong tôi đó thấy thì... Ở mấy anh là đi hàng 3. Tôi có hàng 4. Hàng 4 ở dưới hàng 4 là hàng chở bò rồi đó, anh biết không, nó dân dẫu. Còn cái hàng 3 đó là nghĩa con ông cháu cha và các cô. Đúng rồi, à, ở, cô, trên ở trên đó. Thôi thì cái giai đoạn đó anh đi qua tới Pháp. Anh qua tới Pháp, anh học về cái ngành nào? Anh về Saint-Sulpice. Thì anh biết là tôi muốn ở Pháp kia đấy, nhưng mà tôi ở không được. Tại sao? Tôi có vấn đề là tôi qua đó thì sao ông Phong Tân bị giết. Từ đó thì Nam Kỳ Quốc đó. Nam Kỳ Quốc đã bị giết rồi, thử ra nhiều người học sinh bị APT đó, cảnh sát đồ mời lên rồi. Mà cái đó ăn thua gì tới sinh viên? Chuyện Phong Tân với sinh viên đó. Thì sinh viên ổng thì dính bén cũng nhiều anh, nhiều mà bạn anh bè. Dính trong đó tôi chả có dính gì hết, nhưng mà ai cũng biết nữa. Cái thằng trai dính đó hết, bạn học trò với nhau, cái đó nhớ sinh viên mà. Vậy. Như là rồi thì cái MBT gì hoài. Thuyết phục anh đi qua đi. Bên Canada. Cái thuyết phục tôi là gì? Nó là tôi đi trốn, bởi vì tôi không bằng lòng cho đòi tôi lên xuống hoài, MBT hoài. Tôi nhờ một người thì họ smuggling tôi đi chiếc đi qua Liverpool. Ừ. Anh đó, ừ. Thì tôi xin visa tôi đi qua Canada. Vậy à? Anh qua Canada, anh học trường nào? Tôi học trường Laval, tại Quebec. Tôi học về... Tôi thấy trong cuốn sách anh để Econometrics. Đó là cái ngành gì? Tôi nghe cái tên lão á. Là cái ngành đó, đặc biệt là vấn đề hồi đó đó thì anh chỉ nghe nói là vấn đề kinh tế, economy thôi. Nhưng mà Econometrics, là metric là đo mà. Tôi đo là nó có những cái formula về để đo về kinh tế đó, thì rất nhiều anh dựa rất nhiều toán, anh dựa rất nhiều statistics để làm ra những cái formula, anh thấy không, để mà về kinh tế, để mà biết kinh tế nó thực tại thế nào. Anh có người bạn Việt Nam nào học cùng một lớp với anh ở tại Laban không? Không có, có mình tôi ra đó là năm đầu tiên hết, có một mình tôi thôi. Anh học Laban bao lâu rồi anh mới đi qua Mỹ? Ba năm. Trường hợp nào mà anh đi qua Mỹ? Là tôi học thì tôi học nó hết rồi. Tôi được MBA rồi ở Laval rồi thì tôi muốn đi học thêm về Econometrics. Mà lúc bây giờ thì ở bên Canada nó không có cái trường nào dạy Econometrics hết. Econometrics chỉ lúc bây giờ bên Mỹ không, chỉ có hai cái trường thôi. Là cái trường Harvard và cái trường Chicago. Là tại sao mà anh phải cần hai cái trường đó? Bởi vì lúc đó là chỉ có hai cái trường nó có cái computer. Mà anh muốn Econometrics thì anh phải tính những cái...
Nó có, không phải một anh con yêu mà nó mấy chục anh con yêu. Anh qua Chicago, anh ở đó bao lâu rồi? Thì anh, đầu theo tôi không lầm thì anh học nửa chừng. Phải rồi. Yeah. Thì anh được một cái sự mời của chính phủ Ngô Đình Diệm, yeah, cùng với một số anh em trở về nước, phải không? Phải rồi. Thì tôi tới chừng tôi mùa hè đó thì giữa tháng tháng 8 đó, 54 á, thì bằng đêm thì họ mời tôi đi về Washington DC. Tôi không biết máy bay đặc biệt, đi một chiếc máy bay đặc biệt. Rồi tôi về đó thì tôi mới biết rằng là cô Dung lúc bây giờ là phó secretary đó, thì cô cho biết là con gái của Nguyễn Đệ đó, cô là phó secretary đó, thì cô cho biết là có cái telegram của chính phủ cho anh biết mời anh về. Theo cái nhóm mà đầu tiên đi về đó thì theo tôi không làm thì có 6 người á. Phải rồi, có 6 người. Trong đó có anh là ai nữa? À, đầu tiên hết là có lẽ đó, sau này tôi mới biết là đầu tạo là Đỗ Văn Lý. Đỗ Văn Lý, cái anh kế mà có quen ông Diệm nhiều nhất á là Dương Phước Lâm. Ừ, tôi biết. Rồi là anh thứ ba là cũng cái người mà quen biết với ông Diệm nhiều nhất đó là Đỗ Trọng Chu. Đúng rồi. Rồi là tới là Bùi Kiến Thành, cũng là cái người quen biết với Nguyễn Thái và tôi, người thứ sáu. Là tôi chưa gặp ông Diệm khi nào hết. Đó. Là những người đó là có gặp ông Diệm trước. Thì nữa sau này thì tôi mới biết được là không phải ông Diệm mời tôi, mà do là anh Đỗ Văn Lý hay các bạn đó biết tôi rồi thì đề nghị chen tôi vô. Trong những cái năm mà ông Diệm kẹt bên Mỹ đó thì ông có nhờ cái sự giúp đỡ của Bùi Công Giang, của Đỗ Văn Lý, và có lẽ là nhờ cái đó anh liste ở trên những anh em mà có cái khả năng gì giúp đó. Theo tôi thấy thì khi mời mấy anh về đó thì lúc đầu nói rằng để lập một bộ tham mưu, cái brand trust, mà thiệt ra thì sự thật cũng phải vậy, như anh có nói vậy đó. Nghĩa là anh về lúc đó thì ông Diệm còn gặp nhiều cái bối rối đó, khó khăn lắm, phải không? Tôi về tụi này về đúng là trưa ngày 25 tháng 8 54 thì tụi tôi về được xe đi ra đó ngoài sân máy bay, đi về liền tới Diên Gia Long, lúc bây giờ ở Diên Gia Long. Thì cái bữa cơm trưa đó tụi tôi được ăn cơm với thủ tướng mà bữa có mặt đó là có ông Phạm Duy Khiêm. Đúng rồi, có anh có nói có Võ Văn Hải làm như là bí thư. Phải rồi, như làm chứ tôi có nhớ là có ông Bùi Kiến Tính. Bùi Kiến Tính, đúng rồi. Thầy, trong sách anh có nói rằng thiệt ra ông Diệm không biết gia đình anh và không biết cá nhân anh nhiều, phải không? Đó là cái tiếp xúc đầu tiên. Cái giai đoạn nó cũng tương đối ngắn, bởi vì con lúc đó nếu tôi không lầm thì anh là phó bí thư cho ông Diệm. Thì mấy anh em về đó thì họ cũng là đợi để cắt phiên đi làm. Ông Thủ tướng Diệm thì chắc cũng có một cái đề đi làm cái gì đó. Đúng rồi. Thì tôi chưa biết, đang ngồi đợi đó thì tôi, tại sao tôi không biết được là Võ Văn Hải cho biết là Thủ tướng muốn tôi giúp anh. Đúng rồi. Thì tôi ở lại trong viên tôi giúp ông. Tôi giúp anh Võ Văn Thái. Thì chả có giúp gì quan trọng đâu, chỉ là sắp thơ tự cũng có viết. Đúng rồi. Tôi cũng có dịch tiếng Pháp ra tiếng Việt, hay là Việt tiếng Việt ra tiếng Pháp, để những cái release, press release nhỏ nhỏ vậy thôi, cũng không có làm gì quan trọng. Mà thiệt ra lúc đó ông Diệm cũng bê bối, gặp nhiều cái khó khăn lắm, tại ông chưa tổ chức gì được. Bây giờ theo tôi biết lại đó, mà thì trước khi mà lãnh một cái chức vụ là hệ trọng như tư cách là giám đốc viện hối đoái đó, thì anh đã bắt đầu hoạt động. Bắt đầu hoạt động bằng cách là tổ chức cái hội văn hóa bình dân. Thì đang đi lúc đó, vừa làm phó bí thư, anh muốn gọi là phó bí thư cho thủ tướng đó. Thì chúng tôi rảnh thì ông không có chỗ ở thì ông gửi tôi vô cái hotel là không biết thứ mấy đó, không biết chợ lớn. Có lẽ là nửa ngôi sao hơn là một ngôi sao. Cái hotel là chợ lớn, cái hotel là cái tên là Kinh Hoa. Đúng rồi. Thì tôi trong đó rồi lại là tôi gặp Đỗ Trung Chu lại. Đỗ Trung Chu thì được cái chuyện làm là bên tổng quỹ di cư. Ai? Đỗ Trọng Chu tổng quỹ di cư đi làm phụ tá cho ông Ngô Ngọc Đối.
không biết ai, tôi biết tôi mấy người đầu tiên ấy, không biết ai đó. Ngô Ngọc Đối. Thì với ông Cường, anh Cường đó, thì tụi này được ba ở chung trong cái đó thì gặp nhau. Thì... anh nè, Chu nè với Cường. À, dạ. Ba anh em đi học bên Mỹ. Dạ, không có chung. Cường là kỹ sư Pháp. Kỹ sư Pháp là... à, nhưng mà bạn đồng tâm trí. Gặp đó thì tối không làm gì, đi lang thang vậy rồi đi gặp đó. Ngồi bàn tính thì nó mới nảy ra cái idea là mình lập ra một cái trường. Là lúc đó không biết anh nghĩ thế nào, tôi đi nhưng thấy những cái bê bối ở trong, thiếu gì để vệ sinh, đời sống nó thấy cũng buồn. Lúc bây giờ cũng có di cư, cũng coi mọi lượng thưởng được, ăn xin được cũng nhiều. Thì tụi này đi chơi thì mới nghĩ ra mình để giải quyết cái đó không có cách nào hết, là mình phải làm sao cho nâng cái trình độ văn hóa của người dân mình lên. Ví dụ như là ỉa bậy ỉa bạ rác rồi nội đằng trước cửa, nếu mà cái anh có cái trình độ văn hóa cao một chút thì anh tránh được cái đó. Thì thử ra tôi nghĩ ra là một cái trường đó. Thì nó đi đến đầu tiên hết là tôi lập một cái trường, và cái trường đó thì lấy cái tên là cái trường Bách Khoa Bình Dân. Bách Khoa thành thử dạy về tiếng, về lăng rồi anh thấy tiếng nói, tiếng ngôn ngữ, tiếng ngoại ngữ Pháp, Anh rồi này nọ, cái này dạy nghề nữa. Là cái hội, cái trường mà Bách Khoa Bình Dân của anh đó, được hợp thức hóa, chính thức hóa bằng một cái quyết định của Bộ Giáo dục không? Dạ, sao đó. Nhưng mà đầu tiên á, anh cũng như anh đặt cái cài trước con bò mà chỉ chưa có lên gì hết trơn, cứ việc hoạt động mở ra cái trường. Cái trường khai giảng ngày 15 tháng 11 năm mấy? Năm 54. Trụ sở đâu? Trụ sở chưa có trụ sở thì lấy cái trường hồi đó là cái trường Tôn Thọ Tường. À, cái trường nữ. Anh nhớ Tôn Thọ Tường sau đổi là Phan Văn Trị. Anh tổ chức những cái buổi giáo tôn, làm những cái buổi học ban đêm hả? À, ban đêm toàn đêm. Anh bắt đầu ban đêm 6:30 tới 9:30. Cái đó hay. Rồi. Cái đó là về cái trường sở là Tôn Thọ Tường. Rồi tiền bạc ở đâu? À, nhân viên ở đâu? Thì cái tiền bạc đó là cái này, như tôi trong sách tôi đã nói là cái phép lạ đó. Là tôi làm ở Bộ Tài chánh đó, tôi về tôi làm trước khi lãnh vô đó. À, lãnh vô đó thì cho tôi được mấy tháng về làm cho Bộ Tài chánh là phụ tá cho anh Trần Hữu Phương. À, lúc đó Phương về. Phương thì giao cho tôi theo dõi cái hội đàm Paris, hội đàm tiền tệ Paris. Đúng rồi. Do anh Thúc với Dương Tấn Tài làm. Đúng rồi. Đó. Dương Tấn Tài lúc đó là thống đốc Ngân hàng Quốc gia. Rồi sao vừa có quốc tốt mà lên thế? Chưa là sau 55 năm. Ông là cố vấn hả? Đi Tấn Tài lúc đó. Sao rồi là sao có được Paris? Ông đi với anh Thúc đi Paris mà. Đúng rồi. Rồi có được Paris ký đêm 31 tháng Chạp 54. Thì 55 ông mới được làm thống đốc Ngân hàng Quốc gia. Đúng rồi. Anh Thúc làm phó. Phó, anh có nói. Tôi về Bộ Tài chánh, tôi làm bí thư cho ông Diệm được có một tháng mấy, hai tháng thôi. Thì mới gửi tôi qua Bộ Tài chánh. Bởi vì cái khó khăn ông Hinh đó, thì Tổng thống Thủ tướng Diệm tưởng đâu là không có thể tồn tại. Thì thôi, giao tôi qua Bộ Tài chánh. Bây giờ mình cũng sắp hết 30 phút đầu rồi. Bây giờ tôi tóm tắt lại mấy cái trường đó được hoạt động bao lâu rồi thì anh mới giao qua Diệm hối đoán? Không, thì vừa một mặt thì vẫn hoạt động từ tháng 11 54 cho tới 75. Nhưng mà tôi trách nhiệm làm giám đốc cái trường đó cho tới khi đảo chánh 63. Thì đang khi đó thì tôi vẫn làm gì hồi đó, vừa làm gì hồi đó. Số học sinh mà tham gia nó đông không? Thì 10 năm sau đó thì có một cái tài liệu đó thì được là 37.000 người. 37.000 người. Dạ, 37.000 học cái trường Bách Khoa Bình Dân của tôi. Bách Khoa Bình Dân phần nhiều là học sinh nghèo hay là những người công chức đi làm ban ngày? Phần lớn là có quân nhân rồi đủ hết, những người sinh viên muốn học thêm, công chức cũng có, phần nhiều là giới bình dân, anh thấy chứ. Cái giáo viên của anh đủ không? Đủ, rất nhiều. Toàn là... nhiều người, những người đi Mỹ Quốc về hợp tác với tôi. Họ tình nguyện hết rồi. Tình nguyện hết, gần 100 người. Anh có được cái sự giúp đỡ gì của ông Diệm về vấn đề tài chánh để làm cái trường? Thì đó, khởi sự đó là tôi tìm ra được cái 50.000. Hồi lúc tôi ở Bộ Tài chánh đó, tôi tìm ra được cái 50.000 trong cái ngân sách của Nam Bộ. Có, tôi có thể. Thấy không? Thì đó, tôi xin ra cho tôi cái tiền đó. Cái tiền đó có trong một cái mục là Đại học Bình Dân.
Đại học Tư Nhân, đúng rồi, tôi nhớ rồi. Rồi thì tôi xin cái tiền đó thì được, ông Phương cho tôi cái tiền đó thì tôi đề ba khởi sự bằng 50 ngàn. Như nếu tôi làm Trần Văn Lắm đại biểu chính phủ lúc có bây cho giờ, đó 50 ngàn nữa. Phải rồi, không, không có, cái 50 ngàn đó là nó thuộc về ngân sách của Nam Phần. Thành thứ ông Lắm phải đẹp lo kê. À, đẹp lo kê. Lúc đó ông Lắm còn có quyền. Có, tôi nhớ rồi. Thành ra anh nhờ cái gì đó mà anh rồi đó, giúp đỡ. Đề ba cái sự khởi sự đó, đó. Thì sau đó thì thiếu tiền thì tôi có vô nhờ, tôi vô xin thủ tướng hai lần. Bên Mỹ có giúp gì anh? Có, bên Mỹ thì UNESCO, UNESCO có giúp, có gửi qua cho Maria Đẹp Xanh hát cho tôi. Và Maria mỗi lần thì tôi cũng được 300-400 ngàn đồng. Thì tôi vừa làm giám đốc nhiều hồi đó, nhưng mà một mặt thì tôi điều khiển mấy cái trường để cho tới khi đấu tranh. Và khi bị tôi bị bắt rồi thì trường nữa nữa tôi cũng giao lại cho người khác. Thật ra trong những cái hoạt động của anh trong giai đoạn mà anh dính líu tới Đệ Nhất Cộng Hòa, có lẽ một trong những cái thực hiện mà có ý nghĩa nhất, có lợi ích nhất đối với cộng đồng có lẽ là cái tổ chức của anh, cái Diện Văn Hóa Dân, cái hội đó, cái trường đó, phải không? Rồi không kể là sau này cái tờ Bách Khoa này cũng từ đó mà ra. Tiếp tục cái cuộc mạng đàm của chúng ta, bây giờ tôi đề cập tới cái một cái hình thức hoạt động khác của anh ở dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Đó là khi anh được Tổng thống chỉ định anh làm giám đốc Viện Hối đoái. Đó là một cái tổ chức rất hệ trọng của Đệ Nhất Cộng Hòa khi mà Pháp mới trả lại chủ quyền, không phải chính trị mà luôn cả kinh tế hành chính. Và xin anh xin vui lòng cho biết trong trường hợp nào anh Tổng thống Diệm đã chỉ định anh làm giám đốc cái Viện Hối đoái. Khi Pháp giao trả Viện Hối đoái đó là đầu năm, đúng là mùng 2 tháng Giêng năm 1955. Thì anh Thúc, tôi, Bùi Kiến Thành, Lê Phát Đạt, Bùi Khoát, Bùi Bá Lư. Bùi Bá Lư. Thành thử ra như là một cái ekip hả? Đi đến nhận Viện Hối đoái. Lúc bây giờ đó, tụi tôi đến thế cho 9 người nhân viên Pháp. Tôi nhớ hơn nữa chứ, anh nói tới 19 người. Sao anh... Phải là 19 người. Dạ, 19 người. 19 người. Ở Kim Măng. Dạ, cái tụi expert của Pháp. Expert Pháp để Thì tôi đến đó thì bàn giao rồi, anh Thúc ký bàn giao rồi đó. Thì anh Thúc phải đi lo về cái chuyện bên Ngân hàng Quốc gia. Đúng rồi. Rồi đâu sao thì ảnh lại thế không? Dương Tấn Tài. Dương Tấn Tài. Thì đó, trường hợp đó tôi thế để lo về take over cái Viện Hối đoái. Thì á, thật ra tôi không biết tại sao tôi không có xin làm Viện Hối đoái. Tôi đâu có biết Viện Hối đoái. Không có, nói không là theo tôi nghĩ, tôi biết cũng vấn đề ông Diệm, ông tin tưởng với anh. Không phải tin tưởng về vấn đề khả năng chuyên môn, mà về cái vấn đề về honesty. Thì đó, tôi không xin bởi vì tôi cũng không biết Viện Hối đoái nữa mà. Tôi học về kinh tế, về econometrics chứ tôi làm gì có cái vụ học ở bên Mỹ này. Thì là vấn đề đâu có vấn đề control decision, đâu có vấn đề hối đoái. Đúng rồi. Thì có thể lúc tôi làm bí thư, ông Diệm cho tôi là cái người đáng tin cậy. Đúng rồi. Ông Diệm có một cái là ông lo lắng về chuyện hối đoái ghê. Trời, cái ông sợ là, ông sợ là cho ông là mấy ông thủ tướng trước, mấy ông từ ông Tâm ăn cắp rồi hối đoái, tại sao ông chen tôi lại giữ cái đó. Thì tôi là một cái sự tin tưởng hết sức là to lớn. Tôi hiểu. Có lẽ một tháng mấy ông làm, tôi làm việc với ông thì ông thấy ông tin được. Dạ, ông tin. Thì tôi chắc chắn là có lẽ ông thấy cái bản lĩnh của tôi, bản tính của tôi hay sao. Đúng rồi. Chứ còn tôi, bởi vì tôi chưa có cần lao, tôi chưa có. Thì ra tôi nghĩ cái giai đoạn rồi tôi cũng làm việc với ông Diệm, cái vấn đề technicity nó hệ trọng, mà cái vấn đề morality đối với ông Diệm đó, trong giai đoạn đó với Viện Hối đoái có lẽ là nó là cái ưu tiên một đó, phải không? Không, không có một cái mặc cảm. Cái chỗ đó là cái chỗ mục nè. Mà thật ra thì cuốn Traffic Lab Gas nó mới ra đó. Cái đó là làm cho ai cũng để ý. Để ý gì đó. Thì thật ra thì tôi xuống tôi nhận lãnh như là một cái chuồng ngựa của... Đúng rồi. Đấy không? Rồi vấn đề rồi tôi... Thì có nhiều khi đó
Chúa hay là ông trời giao cho anh một cái việc gì, có nhiều khi giao cho anh những cái blessing, những cái ơn, những cái sự soi sáng mà anh làm. Chứ tôi là cũng như là anh biết là tôi không có kinh nghiệm hành chánh, mà kỹ thuật thì lỡ là từ đâu đâu. Mặc dù anh nói vậy chứ thiệt ra anh đã đưa lưng anh gánh đi viện hối đoái tất cả là 8 năm phải không? Dạ. 8 năm, từ năm nào tới năm nào? Thì từ năm 55 cho tới cuối 62. Dạ, cuối 62. Cái giai đoạn đó là thiệt là sôi nổi, bởi vì có traffic đẹp giá, tôi còn nhớ. Dạ. Cái vấn đề tham nhũng, cái vấn đề tai tiếng mà quốc tế chứ không phải là Việt Nam á. Dạ. Rồi ai cũng để ý á. Bây giờ tôi hỏi, xin phép hỏi anh, trong cái giai đoạn mà 8 năm anh điều khiển cái viện hối đoái đó, à bây giờ lúc đó cái personnel của viện hối đoái được mấy trăm người? Khoảng chừng 300 mấy. 300, nhiều lắm chứ. Yeah. Nhiều lắm. Trong một trong những cái vấn đề mà khó khăn mà anh phải giải quyết đầu tiên là vấn đề chuyển ngân cho sinh viên. Yeah. Tôi nhớ hồi lúc đó cái vấn đề chuyển ngân sinh viên nó là một cái chuyện rất là to lớn. Yeah. Anh có thể cho biết chuyện đó. Thì tôi xuống đó thì một mặt là lo tổ chức gì hành chánh, rồi nhân viên ai giữ chức gì, rồi coi lợi, tôi chưa biết gì hết. Nhưng mà tôi học thực tế, nó có một cái đạo luật chánh là cái đạo luật chính, thân quan chính về được quyền, những đó quyền lớn lắm. Những cái AV, những gì chuyện thông cáo, những đó là luật hết, có tù tội hết, bắt tù tội, anh sai luật là anh ở tù chứ không phải là đóng tiền phạt rồi. Nếu tôi không làm mà thưa anh xin lỗi người này. Lúc đó mà transfer cái gì hối đoái qua cho anh á, nó có hai cái problem. Một cái problem gọi là jurisdiction. Phải rồi. Một cái problem gọi là administration. Phải rồi. Phải không? Phải rồi. Thì lúc đó ông Diễn, ông quyết định sao? Ông đâu có đặt cái đó hết không, vô không, trong. Không, ông giao ông không. Ông tách ra. À, không. Ông ở trên đó làm ra cái statute, cái luật, cái bài lô của ngân hàng quốc gia đó. Thì viện hối đoái đó, nhân viên giải quyết xong nó thuộc về ngân hàng quốc gia. Đúng rồi. Nhưng mà ông gì ông tách ra cái việc xong, cái chuyện điều khiển này, cái chuyện politics đó, để thuộc về của ông. Đó, để ông nắm. Để ông nắm, để liên lạc thẳng với tôi. Và tôi liên lạc thẳng với ông. Anh có nói. Tôi không có qua Bộ Tài chánh, tôi không qua ông Tổng đốc. Phải liên lạc thẳng với ông. Cái viện hối đoái lúc bây giờ nó vừa mạnh mà nó vừa cũng hơi đặc biệt. Tôi nhớ là cái cơ quan cái gọi là đầu não của cái nền kinh tế Việt Nam mới vừa mình cũng không có cái ngoại tệ nhiều rồi. Đúng nó rồi. Bị áp lực nhiều, ai cũng muốn chuyển tiền ra ngoại quốc cái con em. Thì tôi nhận rồi 6 tháng sau đó thì nó xảy ra cái vụ là tôi tìm ra, tôi khám phá ra cái chuyện xin viên. Một cái đơn xin chuyển tiền hàng tháng cho sinh viên ở Pháp đó, thì anh phải ký 3 chữ ký. Rồi anh phải gửi cho ngân hàng tư để nó thi hành cái chuyện chuyển tiền. Thì làm sao phải làm nổi 15.000 cái sinh viên mà một cái xe buýt đổi xe buýt không, nó có nhiều dẫn đó, nó có nhiều xe buýt nhưng mà cái xe kia chuyển tiền không, làm sao mà làm nổi, ký làm sao chuyển nổi. Thì tôi thấy cái này cũng nhức đầu, tôi để ý thì tôi thấy cái chuyện vô lý quá. Tại sao mà những cái học bạ, những cái giấy certificate này nó in bên đây dễ lắm anh, nhưng mà nó in bên Pháp có thì giấy tờ khác anh nhìn ra thì tôi nhìn ra liền đâu, nó in ở đâu Sài Gòn đó mà cái giấy còn mới tinh, mà cái giấy còn nguyên cho nó gửi cho bên kia, nó về nó phải xếp đồ sao thế, học bạ là gì bên kia, còn này nó in ở Sài Gòn. Đúng rồi. Nó không để tên nhưng mà tôi dòm tôi biết là giấy xấu mà vấn đề thì tôi vấn đề tôi cái vấn đề giả mạo, vấn đề phô đó. Vấn đề phô thì có nhiều khi không biết ai soi khiến cho tôi chứ cũng không phải là dễ. Tại vì đời Pháp nó làm cái đó, nó làm nhiều cái bằng lạm dụng đó. Thì mà hồ sơ đi tới đâu anh đi tới đâu anh phải anh đạp mà nó đầy hết trơn, đầy nhất hết trơn, chuyển trễ thì tôi lấy một cái hồ sơ đi vô tôi kia thấy rõ ràng là có sự gian lận. Mà tới chừng ra tôi hỏi ông sếp service lúc bây giờ là anh Bùi Bối Lưng, tôi hỏi anh là sao cái vụ này sao, anh nói làm sao tôi làm nổi vậy, thì tôi trễ hoài, nó chồng đi chỗ nào cũng hồ sơ sinh viên ấy. Thì tôi mới là tôi nói có cái gì không ổn đây. Thì tôi nói rồi bây giờ tôi biết là có sự gian lận với nhiều quá. Làm gì mà sinh viên Việt Nam mà tới bên kia tới là mười mấy ngàn người, rõ ràng là có hồ sơ giả rồi, hồ sơ ma rồi, in bên đây giấy tờ học bạ được gì in bên đây, thấy không, certificate scolarité rồi in bên đây, đó là chắc rồi. Thì thử tôi cho cái lệnh liền cũng gan lắm.
stop đây liền, từ đại sắp tới không được quyền chuyển cho sinh viên. Đợi tôi cho một cái chỉ thị cho mấy ngân hàng ở stop Việt Nam, stop hết rồi, stop hết sinh viên để cho anh xét, để cho tôi coi lại cái chuyện này. Thì tự nhiên cái rạp xong đầu tiên hết là các ngân hàng nó nổi loạn. Nó nổi loạn các ngân hàng đi, ông này làm gì, bởi vì anh đụng tới cái bao gạo đó, bao gạo thành thứ đó. Thì á, đầu tiên hết các ngân hàng phản đối, đem hồ sơ lên trình với ông phía tôi. Đây này, hồ sơ trả lại hết trơn nè. Thì tôi làm sao bây giờ? Sinh viên làm áp lực, cha mẹ vô chửi bới. Thì một mặt á, sinh viên ở bên kia biểu tình tại Paris. Tại Paris biểu tình. Lúc đó Phạm Duy Khiêm Phạm Duy Khiêm là đại sứ. Phạm Duy Khiêm là đại sứ rồi, phải rồi, phải rồi, Duy Khiêm là đại sứ rồi. Nó nổi loạn ở bển. Năm bảy trăm sinh viên. Mà anh chơi cái trò đó cúp ở bển mấy tháng thì sinh viên sao sốc. Phải chịu, chứ tôi không có được cái chuyện là anh đã dính bén là anh phải chịu. Không có chuyện cái chuyện đó. Thì tôi mới lên đó. Thì ở bên kia ALT báo về thủ tướng. Thủ tướng kêu tôi vô, anh làm vậy chết tôi rồi. Đúng rồi, nói là bắt đầu nổi loạn rồi, bắt phiếu rồi. Ông Dũng bắt phiếu rồi. Thì tôi có cái hội đồng tối cao tiền tệ đó, 4-5 người, tôi nói là tôi trình cho biết rõ là cái chuyện này có vấn đề gian lận. Mà mỗi năm như vậy cãi về mấy tỷ quan mà mình không có thì phải để vấn đề, chỉ cái là phải làm một cái mà dưa gần như trang cô nha, phải không? Sinh viên ở bể lao gì không có tiền sinh sống, thấy không? Thì tôi mới là tôi trình bày cái chuyện tôi và tôi yêu cầu để tôi giải quyết. Mà thật ra các ông đâu có biết gì mà giải quyết. Tôi xin để tổng thống cho phép tôi và cho tôi có quyền. Thì anh giải quyết làm sao? Là tôi nói trước hết là tôi sẽ sai vụ quá lưu qua bên kia, qua bên khác nằm bên đó coi lại và những giấy tờ Sepsica này nó phải xét từ bên kia. Đúng rồi, ai bên kia, ảnh bên kia đó thì tòa đại sứ phải giúp mình cho biết cái trường nào có hay không, học trò đồ sao có hay không. Thì đó, thì tôi dựa nơi cái đó tôi bên đây tôi mới cho chuyển tiền được gửi về bên đây. Và cái quan niệm anh có cái đề mà giải quyết vấn đề đó đấy, có một cái chỗ nữa mà quan trọng ghê luôn. Thay vì mỗi đơn chuyển tiền hàng tháng lên, tôi không biết tại sao mà tôi suy nghĩ ra làm cái tiêu bằng cạc nê rồi trắng xe. Xét một lần thôi. Thay vì mỗi tháng xét một lần cho cả năm. Ở trong đó nó có mỗi tháng nó có một ô. Đúng rồi. Có một ô. Thì theo dựa nơi giấy tờ ở Paris, tôi về đó đây tôi cho in liền bây giờ mấy chục ngàn cái cạc nê trong xe đó. Chính là mấy đứa con tôi sao tôi cũng phải đi ngang cái thủ tục đó. Thì nó có 12 ô mà thấy anh ký một lần thì anh xài trong cả năm được. Cho nên nó giản dị quá. Giản dị quá, bớt nó không là cái trò quay mà tôi anh ghê quá. Trong vòng mấy tháng anh giải quyết cái vụ con xe 4 tháng. Cũng gây go. Gây go. Bên kia cứ việc biểu tình. Những người mà tổ chức vấn đề buôn bán lậu đó thì nó suối anh thấy. Thì bên kia tôi vẫn nói y ra, tôi liên lạc với Bùi Bá Lư hàng ngày. Tôi biểu là cứ hiên y ra chứ không có cách nào khác hết. Và mình đợi bao giờ tấn công các anh, nghĩa là tổ chức buôn bán lậu. Bây giờ ngoài cái chuyện sinh viên mà chúng ta vừa nói, có một cái chuyện nữa tôi xin phép hỏi anh. Đây nó hơi tính cách đặc biệt. Ai cũng biết cái vị trí giám đốc viện hữu đoái rất là nevralgic về mặt chính trị, về mặt tài chính, về mặt dư luận đó. Trong lúc 8 năm trời mà anh nắm viện hữu đoái đó, có khi nào anh được chỉ thị hay là sự can thiệp của gia đình của ông tổng thống về vấn đề chuyển ngân đồ mà anh thấy rằng nó không có hợp pháp lắm hay không? Có 3-4 sự can thiệp mà nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà tôi cũng nên nói ra. Trước hết là những cái chuyện chuyển tiền của tổng thống. Chuyển tiền sao? Chuyển tiền không có gì hết, $4, $5 mua báo chí, mua hình đều vậy thôi, không có gì hết, không đáng. Nhưng mà ổng lại là rất là tỉ mỉ, ổng bắt tôi 2-3 tháng hay là có khi càng tháng phải đem đi ổng coi những cái gì ổng xài. Mà nó lặt vặt bởi vì ông kỹ ghê đó, chắc là sợ đó. Võ Văn Hải ông sợ Võ Văn Hải nó nói ông sợ ai lạm dụng rồi nọ tên của ông chuyển tiền rồi ông đi xin Maladif gần như Maladif bình quản bà tại đó tới nay là ông lo là vũ lộc đồ nọ tâm rồi nọ hết chứ ông sợ mang tới tiếng thầy tử ông coi nghe tôi gửi cái phí xì trong xe cho ông coi nên tội mà số tiền nó không bao nhiêu
4 đô la, 10 đô la, có khi là có gì nó mua báo chụp hình đồ gì đó, những cái lặt vặt. Thôi ngoài ông Diệm ra còn Đức Cha, còn Nhu, ông Cảnh sao? Tôi cũng đụng với Đức Cha, đụng với ông Cẩn, đụng với ông ngoại giao Vũ Văn Mẫu. Anh nói đi. Trước hết là chuyện Đức Cha. Đức Cha thì mỗi năm nó là có cái chuyện rủ lễ. Nó đơn giản là mỗi năm ví dụ như là 12 hay là 120 rừng rủ lễ. Mà thấy cái gì thuộc về thờ phượng đó thì được. Bởi vì hồi đó tôi có chợ tổ chức ra một cái chợ hối đói, thị trường hối đói tự do. Là cái giá bằng 2, 1 đô la dù lúc bây giờ là 75 đồng mình. Còn cái giá chính thức đó, thì 35. Thì thuộc về đồ thờ phượng đó, thì được dùng cái giá chính thức mình nể đó. Thầy chùa đồ nọ mua sách vở bên Ấn Độ là cái gì thì tôi cũng cho cái giá chính thức, bên rủ lễ cũng được cái giá chính thức. Nhưng mà năm có lẽ là tôi nhớ là năm 57 thì cái giá của Cha Minh, Cha Minh là economist của Đức Chúa, của Đức Chúa Cha Mập, Cha Minh cảm ơn cái gì đó. Thì ông lên đó, thì tôi thấy cái giá, cái số xin nó hơi nhiều. Thì tại sao biết nhiều biết? Bởi vì họ đạo nó cũng phát triển chứ. Anh dễ lắm, là anh coi cái năm trước xin bao nhiêu thì cái progress nó phải bao nhiêu. Đúng rồi, anh cho nó progress thì xin vượt xanh, quên vượt xanh chứ không cái từ một chút nó nhảy lên 20%. Thì đó, tôi định là cái gì như năm rồi đó tôi cho lên 3%, 4%. Còn cái gì đó thì anh phải đi qua thị trường. Nó phải có cái giới hạn. À, giới hạn nào thì cái tiền mà mua nhập cảnh vậy thì nó ảnh hưởng đến cái tiền thuế. Đúng rồi, tiền thuế, quan thuế đó. Mà anh có cái cảm tưởng rằng cái số mà tòa giám mục Vĩnh Long đó mua như vậy đó, nó có cái lạm dụng ở trong tôi đó. Cho tôi là cho tôi hơi có cái lạm dụng, tôi cho thấy nó bộ cái xe nhiều quá. Từ ví dụ như nhảy lên từ 20% mỗi năm đi, cái năm đó nhảy lên 20% đi. Rồi anh làm sao? Thì tôi rồi phía xe, rồi phía xe là cái phần chánh đó thì tôi cho cái giá chính thức. Rồi cái phần phụ đó 20% đó thì tôi bắt phải qua thị trường. Rồi cái phản ứng của phản ứng Cha Minh thì như thế này, ông về ông trình sau đó thì Đức Cha Thục có viết cho tôi một cái thơ chửi tôi, nói thầy ngu lắm cái gì phải làm. Nhưng mà tôi thì nói nào cho ngay, tôi là tôi sợ cũng có FV với thủ tướng với tổng thống, bây giờ tổng thống rồi đó. Thì tôi lên tôi cho tổng thống hay tôi lên cho Đức Cha coi và tôi cắt nghĩa cho ngay. Tổng thống nói sao thì ông đó sao nói Đức Cha chửi vậy, thôi anh đừng buồn thôi. Thôi, mà ông cũng anh Tài Quân Yên. Ông anh Tài Quân Yên. Anh Pha Phương. Nhưng mà anh Phương bị. Sao? Anh Phương cũng bị trường hợp đâu ấy, quay vì đồ quan thuế mà. Anh Phương là anh lầm. Anh nóng nảy, anh viết trong cái nốt. Cái đó là cái trật. Thì ở dưới cha đưa cái nốt cho ông Diệm này, thì anh bị truy ra cái chuyện đó. Mà cái đó cũng lý do về sau anh thất sủng. Thất sủng. Lần lần đó là anh cũng mất luôn cái bờ tổng trưởng tài chính. Nhưng mà tại anh nói tệ trời. Còn tôi không có nói tệ đây nè. Ông không coi anh nói, chứ. Anh nói miệng. Cứ nói miệng. Thì với dễ trình bày thấy không? Và nói tệ nó kẹt. Cái đó là về Đức Cha Thục. Còn ngoài ra ông Cẩn. Ông Cẩn thì can thiệp. Mà cái này cũng lạ lắm. Là đi làm thị trường tự do đó thì chúng tôi bắt buộc những người mà có commission, có hoa hồng, thứ nhất là cái nhà thuốc bị hết thì đó, tôi đặt đó, từ rà sắp tới tôi cho một cái amnesty chung hết, nghĩa là tha chung hết với điều kiện là phải đóng cho tôi một cái số tiền hồi tôi mở cái thị trường tự do đó, các anh không đem thì commission vậy. Bây giờ có hai cách, một là anh đóng tiền phạt cho tôi 100.000 đồng thôi, không có nhiều, hay là tôi sẽ xuống tôi xét anh. Anh sẽ trình bày, anh chọn đi thì phần nhiều đóng hết. Bởi nhiều gian hết mà nhà thuốc nào đây không có commission. Thì á, ở trên là ai? Võ Văn Hải can thiệp cho tôi, cho nhà thuốc Nguyễn Cao Thanh. Và Võ nói với tôi, can thiệp cho tôi, anh tha, anh đã nhẹ với nhà thuốc Nguyễn Cao Thanh. Bởi vì trong đó có vốn của cậu Cẩn. Tôi hiểu. Đó rồi, thì cái chuyện đó thôi. Thì tôi nói trả lời với ông Thái. Trả bao nhiêu đâu, 100.000 chẳng như mà đóng như người ta làm sao, sao mình đóng gì trả bao nhiêu đâu. Thì tôi cũng phạt như thường như mọi người. Anh cũng phạt. Như thường 100.000. Cái chuyện đó có làm cho ông Cẩn, ông phiền anh không? Không có, không có. Không có. Tôi không có cái nào liên lạc được với ông Cẩn, có nói gì với tôi vậy.
Cái chuyện đó rồi nó êm vậy thôi, bởi vì số tiền cũng không bao nhiêu vậy. Dạ. Còn bà Nhu có bao giờ bà Nhu đi Hồng Kông một lần thì cái anh mà chạy giấy cho bà Nhu anh chứ Nguyệt. Nguyệt. Thì đó, anh Nguyệt đó thì bà xin theo cái luật lệ cho đó, bà ở đó là dân biểu đó, thì đi công cán đó, thì đã có cái việc đó, chúng tôi những cái thông cáo của tôi là những mấy cái chi tiết là đã có hết trơn rồi. Thành thử là cứ việc ai thì đi vô đó thì như cái máy vậy, có những cái barrel bao nhiêu tiền hàng ngày, bao nhiêu tiền này. Thì á, bà được vào khoảng 5.000 đô la gì đó, đi bà đi một tuần lễ đó thì tôi cho 5.000 đô la theo cái lực chung. Thì bà can thiệp, bà can thiệp lần thứ hai Nguyệt xuống thì tôi nói tôi cho cái cửa mà the shorty vào the shorty. Tôi nói đó, nếu mà bà cố gắng có thiếu quá thì có Bùi Công Văn làm cái gì chánh thức. Đúng rồi, đãi tiệc người ta lấy tiền Bùi Công Văn về đây rồi. Tôi về đây tôi đang buộc xe cho đang cho đang buộc xe lại cho Bùi Quang lại, chứ còn tôi cho liền bây giờ đó thì anh thì cho thì làm sao tôi biết được. Nguyệt nói với tôi không có biết có hay không, nhưng mà Nguyệt nói với tôi về la lối ông Nhu, bà Nhu về la lối ông Nhu, ông Nhu nói người ta làm sao mình vậy. Ồ vậy cũng được, ông vậy ông cũng phe phe ông Nhu thì học đời nào khác biệt. Con cái này tôi hỏi anh, trong suốt 8 năm anh làm giám đốc Vườn Hối Đoái, cái tiền thưởng anh lớn lắm chứ. Rồi cái đó thì lớn. Cái đó là legal à? Legal. Được thưởng bao nhiêu? Để tôi nói nghe nghe. Tôi thấy nhân viên tôi bị cám dỗ nhiều, mà chính mình tôi cũng cám dỗ. Người ta đưa tôi hỏi anh lương của tôi lúc bây giờ tôi cao thật 35.000, nhưng mà người ta đến đưa tôi một lần 300.000 để nghĩ thế nào. Đúng rồi, cái chỗ đó rút lót quá. Automatic rồi sao? Mà những người rút lót đó hết chưa? Thì là rất là những người ví dụ xong rồi có mẹt rồi ấy, giờ ngân hàng này ngân hàng kia thì tôi thường thường tôi không có nhận cái đó. Tôi không phải là nói gì với tôi, vấn đề tôi có tiền tôi nói ngay là tôi có tiền, tôi không cần tại sao tôi có tiền để tôi nói cho nghe. Thì tôi thấy nhân viên tôi bị cám dỗ mà chính tôi cũng bị cám dỗ, thì tôi lên xin tổng thống là cái số tiền tiền phạt ở vì hôm đó nó cao, xin tổng thống cho tôi 10% để tôi chia tới 10% rồi 10% để chia cho tôi và cho anh em tôi để giữ cho nó trong một cái giới hạn, đừng có bị cám dỗ. Chứ không lẽ lương mười mấy ngàn một tháng rồi một 200.000 mà làm lơ sao được, khó quá. Ông nói sao? Thì ông buồn cười lắm, cái này cũng vui lắm, là đưa ra hội đồng tối cao tiền tệ thảo luận, nói Lan nó xin 10% cái số đó, bởi cái số đó mỗi 3 tháng thì gửi về cho kho bạc trả cho chính phủ số tiền thạc người vào. Cái tiền thưởng đó là một năm cho một lần hay là ba tháng? Ba tháng, mỗi ba tháng. Ba tháng. Mỗi ba tháng. Sướng vậy. Thì á, mỗi ba tháng, mỗi ba tháng phải gửi về. Tôi hiểu rồi. Gửi về kho bạc của chính phủ mà, còn cái gì thì lúc đó cũng phải chia. Rồi sao? Thì anh biết không? Tổng thống thì không nói gì, tổng thống không sợ nói ra rồi mấy hội đồng nó nói từ cưng ông Lan không có đâu có để rồi mấy anh rồi ông tổng thống hỏi anh nghĩ mấy anh em nghĩ sao ông tao phóng tâm chính mình ông Thơ đề nghị hỏi tôi 20 đó, ông nói tôi có 10 có đủ rồi thôi nên đề nghị cho anh 20 nói gì. Ông Thơ chính mình ông Thơ vậy thì sướng quá rồi. Rồi thì tức là được 20% 20% mà rồi. Anh nhớ nha, số tiền thưởng tiền phạt là cả 100 triệu nhé. Đối tôi hiểu. Mà chính vì cái chuyện đó là anh cũng mang tiếng ở ngoài, tôi nói riêng anh á. Bởi vì họ biết anh thích đi bắn. Đấy rồi. Mình đi lên mấy cái đồn điền đó, Tây nó hay mời lên. Đấy rồi. Thì ở ngoài họ đồn là tụi Tây nó lo lót anh, rồi anh cho tụi nó nhiều cái đặc ân lắm. Vì vậy nên tụi nó rất ngọt với anh. Cái chuyện đó anh nghe chứ. Yeah. Nhưng mà anh khỏi lo. Cái đồn điền mà bị phạt nhất là đồn CPS, nó bị đó. Phạt 100 mấy triệu. Anh có nói tôi ở trong cái đó một lý do mà anh bị văng đó, là cái vụ phạt của SEPS. Thành thử ra cái vấn đề đó, tôi có một cái đó, họ nói cái chuyện đó mình làm sao đánh được. Nhưng mà cũng nhiều người biết tôi có tiền thưởng tiền phạt nhiều lắm. Nhưng mà để tôi nói cái chuyện khôn ngoan về chuyện thưởng tiền phạt. Tôi không đời nào đứng ra ngồi ra mà chia tiền hết, để cho mấy anh em chia. Nhưng mà tự nhiên tôi được phần nhiều mà không ai tay tiếng gì hết. Mà cái phần 20% thưởng đó anh về anh chia lại cho được mấy anh em không? Chia hết cho nhân viên. Chia hết hả? Chia hết nhân viên. Anh giữ trong đó mấy phần sao? Tôi không có giữ. Ăn thua cái ủy ban đó, tôi không có tôi ủy ban tố tụng và ủy ban chia tiền thưởng mà tôi muốn không nhúng vô. Nhưng mà tự nhiên họ chia cho tôi nhiều, nói vậy anh biết cái công khó của tôi tranh đấu rồi thì họ cho tôi nhiều. Thành ra cái tiền nó chia là cho cái cấp bậc chánh sở thôi. Ngày nào ai cũng nhân viên nào cũng được. Nhân viên cấp dưới được không? Cấp dưới cũng được hết.
chia hết mọi người. Hạng thư ký rồi cũng được. Thư ký rồi cũng được. Họ có ra một cái barem để họ chia. Bây giờ tôi hỏi anh, cái số tiền thưởng của anh trong 8 năm anh làm giám đốc nó có thể định giá lối bao nhiêu không? À, tất cả là vào khoảng 6 triệu. Rồi anh, theo tôi hiểu, anh có trước ra một phần để mà hoạt động xã hội cho rất nhiều. Rất mà nhiều. Cái tôi mà tôi xài nhiều nhất á là cho Đảng Cần Lao. Đảng Cần Lao không có giúp tôi lần đầu thôi, rồi mở văn phòng tôi là 80 ngàn thôi. Còn phần sale là lập chi nhánh với các bộ, tôi kiên tài, tôi kiên tài rồi cho những chỗ đó là tiền tôi lấy ở trong đó. Mà tôi nhớ đây tôi anh xài đó tôi không có tiếc đâu. Là do hội văn hóa bình dân, nhà in, tôi biết bách khoa, nhờ vậy mà anh mới hoạt động được. Bây giờ nó có chuyện đây là cái câu hỏi chót của tôi về viện hối đoái. Bây giờ tôi đọc, tôi căn cứ vào cái quyển sách của anh đó. Năm 1962, trong khi lúc đó anh không biết đi bắn le phải rồi, đi bắn bên tơ đó, anh có nói thì anh về anh nhận được một cái công văn của tổng thống bãi chức anh một cách rất là gián tắc. Ở trong đó có nói rằng anh phạm sai lầm và đồng lõa âm mưu mưu toan hối lộ tòa. Thì bây giờ giữa anh em mình với nhau đó, mà chính anh cũng không có, anh rất là thẳng thắn, anh có trình bày trong ấy, thì cái lý do nào theo anh đó, ông tổng thống ông bãi chức anh một cách cục cứng gì vậy, brutal gì vậy? Trước hết đó, là cái chuyện vé số bệnh tuất xảy ra tháng 7 năm 62. Tôi bị cất chức cuối năm, chỉ cách là một lúc bây giờ phun. Dạ, Lê Nguyên Phu, anh viết đặt, anh đã tên là Lê Nguyên Phu, anh đã để cái tên computer hơi trật chút, tôi biết anh đó. Là anh thấy Nguyễn Quang Sanh đó. Dạ, Nguyễn Quang, cũng Cần Lao, Nguyễn Quang Sanh là Cần Lao. Mà anh này Lê Quang Phu Cần Lao hơn. Cần Lao mà theo ông Tuyết, theo ông Tuyết. Thì đó, nói mợ bị giữ ở trong với mười mấy bà, trong bà toàn là người Bắc hết, toàn là trong đó thì là cái bà chánh là bà Đức Lợi, tên là gì đó Lê Thị Tức, còn bên bà vợ tôi là Lê Thị Tâm, thì Đức Lợi nè, rộng tiệm bên đây Đức Âm nè, thấy sao có nhiều cái nó bà con nó với bé nhà quá, tưởng là bà con. Lê Thị Tâm là chị của bà Lê Thị Tức, không có cái ngoài Bắc thì Lê Đức Lợi Đức Minh rồi nhiều cái Đức đó, Đức Bảo rồi, nhưng mà đâu có bà con gì đâu. Thì tôi vô đó thì tội mấy bà, thì lúc bây giờ đó thì chắc các bà đó thì cũng tin tưởng nơi tôi, cho tôi là có access với tổng thống. Đúng rồi, anh là cái tấm gián, nhưng mà bám vô. Nhưng mà bắt đây là do lệnh từ ở trên, từ tổng thống. Anh thấy, ví dụ vé số là từ tổng thống. Hình thử ra họ ai cũng mấy bài như gà chết chuyện hồi mà bữa đó trời mưa, nghĩa là tầm tả tôi vô nó vào khoảng 8-9 giờ. Tôi đi dạy học mấy khoa về mà đồng tôi biểu vô thăm mệt. Tôi vô thì tôi nói nè, tôi có thể giúp được cái gì thì đầu tiên là tôi phải biết cái gì chứ, phải nói sự thật, phải nói cái gì chứ. Thì chính bà Tức nói với tôi tại sao tôi không bán vé, tôi không bán chợ đen được. Đúng rồi, đúng rồi. Bà bán như thế này, bà thầu á, ví dụ như cái tờ 10 đồng thầu về, thầu 9 đồng hay gì đó thì họ về họ bán mà còn một đồng để lời, đồng mấy gì đó để mà lời, tổ chức rồi lời, thấy không? Còn cái này nó bán tới mười mấy đồng mà. Thì tại sao bà phải bán mười mấy đồng? Cái sở phí. Cái sở phí đó. Thì bà nói ngay ra, tôi phải chạy tiền ở trên. Đúng rồi. Phải chạy tiền đấy. Bà nói với tôi là chạy tiền ở đâu, tôi nói hỏi câu thứ hai, bởi vì tôi không biết rõ chạy tiền đâu. Thì bà xí tê ra là ba chỗ phải chạy, Tuyết, Thương và Lương. Ba chỗ. Mỗi tôi hỏi câu thứ ba, tôi hỏi bà là chừng bao nhiêu. Bà nói ngay lỗ 300 đồng mỗi lần. 300 ngàn. Đó, anh có nói. Thì tôi á, thì tôi về đó, thì tôi anh làm cái nốt. Cái nốt nè, bữa nay tôi liên lạc với tổng thống, tôi không có viết thơ đồ dài đó, nốt cơ mà. Viết cái nốt như tấm cạc tờ của xa nhà tôi viết cái kiểu như vậy để cho đưa vô tổng thống đọc liền. Chứ không có là thưa tổng thống gì đâu, rất là đơn giản. Tôi trình bày hai bên, tôi trình bày cái chuyện đó như vậy.
đó, thì tổng thống coi lại cái chuyện này. Thì hai ngày sau thả ra, từ ra bà Thúc. Đúng rồi, đúng rồi. Có một cái này anh có nói trong đó một câu nữa, là khi anh lên anh gặp tổng thống trình bày về cái chuyện mà số tiền phải lo lót vậy đó, nói tới Thuần đó, thì ông tổng thống ông có vẻ buồn, ông lắc đầu, ông nói ông Thuần hai cái sơ mi thôi, chỉ có hai cái sơ mi mà thôi, phải vậy không? Phải rồi, hai cái sơ mi thôi. Còn cái chuyện là ở trong cái hồi ký anh có nhắc cái vụ phạt tội SEPS trên 100 triệu như vụ Bùi Đình Chú. Yeah. Thì xin anh vui lòng vắn tắt cho biết cái hãi. Trước hết là cái chuyện phạt đó thì viện hóa đói đã khám phá ra cái chuyện gian lận về cotation cao su. Họ được để giá ở thị trường Singapore một phần, thì tới chừng họ giữ cái giá đó tới chừng khi nào cao su lên giá ở thị trường London hay gì đó thì họ bán. Hình thứ là có rõ ràng là có sự gian lận luôn. Ví dụ vậy mà một ký ví dụ như chừng 5-3 franc thì nhiều ghê lắm, mà mấy năm như vậy. Hình thứ là tôi tính lòng vòng rồi tôi tính tôi phạt CBS 107 triệu. Thì các anh có thấy làm lạ lắm, mà ông giám đốc CBS là bạn thân với tôi, tôi xin Smith. Tôi có lên đây chơi một hai lần để đi bắn xung quanh đầu điện mà tôi phạt nó bởi vì không tha thứ được. Ông Smith sao ông đi tu anh? Đi tu. Đi tu, tao biết sao về Pháp đi tu. Thì cái số tiền cao quá mà CBS là kinh tài của chính trị của một đảng. Em đảng gì? MPR. MPR. Thì tôi thấy có vấn đề chính trị. Thì tôi biết tôi không quyết định được. Bởi vì tôi lên nó một hai lần đi bắn được chơi, tôi nói chuyện với giám đốc Smith rồi nọ thì tôi biết. Và ông cũng có nói cho tôi biết là những người nào có cổ phần nữa đó thì mình biết đạt rồi thì cái dễ, nó không có khó gì. Thì tôi phạt 107 triệu. Thì tôi thấy rằng cái số to quá mà đụng với chính trị. Hình thứ tôi mới trình với ai. Thì theo đó, tuy rằng tôi không thuộc về Bộ Tài chánh và tôi cũng không thuộc về Ngân hàng Quốc gia, nhưng mà tôi trình lên Bộ Phủ Tướng và Bộ Tài chánh, copy cho Bộ Tài chánh và Phủ Thủ Tướng để xin giải quyết giùm tôi. Phạt cái số tiền lớn quá, chính Pinay qua mà điều định đó, thì Pinay qua gặp những người đó điều định. Một cái tôi phải nói là kết quả thế nào không cho viện hóa đói biết gì hết, mà cứ viện hóa đói có quyền tiền thưởng tiền phạt ở trên đó. Giám đốc và nhân viên tìm ra được cái đó theo luật thì phải chia cho tụi tôi. Mà khi số tiền lớn quá như vậy đó, thì các ông ở trên băng decision điều định với người kia, chúng tôi không biết gì hết. Cái cơ quan chuyên môn, cái cơ quan đã tìm ra cái sự vi phạm đó cũng không biết gì hết. Rồi sau thì em ru rồi tới chừng tôi bị cất chức thôi, không ai theo dõi nữa. Thì sau này nhân viên tôi thì nó cũng nói tại sao mà quyền lợi của nó không bị giật nó. Thì tôi nhiều khi tôi cũng ra vẻ triết lý một chút. Tôi cũng nhiều khi tôi nói chơi xá chi một nãy chú xanh năm bảy người dành cho mũ giấy tay hết chưa. Vậy thôi. Còn vụ Bùi Đình Chú sao? Anh Đình Ông Xê nó rồi nó lên máy bay rồi bị bắt rồi gì đó. Thì cái vụ nó giống xảy ra. Mà nó tăng xe cho ai? Thì thế nhiên là nó tăng xe của người nào ở bên Pháp đi, anh bà con là gì đó thì tụi này. Mà nó làm cái đó rồi có lợi cho Thuần cho. Thì anh biết rồi, Bùi Đình Chú là người của Thuần mà. Có người của Thuần. Thì nó như thế này, ở thị trường tự do anh chuyển đến mức nào thôi, chứ không phải là cho lưu bù chuyển 5-10 triệu được. Có một giới hạn. Thì bữa đó, trong thị trường tự do đó cho tôi biết một cái hồ sơ. Thì tôi thấy hơi quá. Thì tôi dừng lại. Tôi biết điều tra thì đang đi điều tra thì để... Rồi rốt cuộc Bùi Đình Chú nó có bị gì không? Không có bị hết, nó đi Pháp. Đi được Pháp trong được. Bởi vì xuống là của Tết Xeo. Xuống là xong. Thì được lĩnh là thế nào, cái chuyện gì diễn đói làm đó thì bao giờ cũng notice cho quan thuế, cho nhiều chỗ lắm, thấy chưa? Cho airport nữa, cho những cái cơ quan đó hả? Để đừng mà chặn lại, đừng cho những người mà vi phạm hối đói chạy, anh thấy không? Thì ai can thiệp cho Bùi Đình Chú đi. Mà đã, viện hóa đói đã can thiệp chặn đi rồi.
trong cuốn hồi ký anh nó có một hai trang rất đặc biệt, bởi vì anh có đề cập tới cái cô mà hoa hậu Thu Trang đó. Rồi anh không nữa rõ nữa không, anh nói là có dính líu tới Bùi Văn Lương là cái anh mà thế tôi nơi Bộ Nội vụ, rồi tới Nguyễn Đình Thuần và Lương. Thì cái vụ đó anh nghĩ sao? Cái đó là và Bùi Văn Lương là cha được ông tổng thống coi như là thánh thiện công giáo rồi, nhưng mà như thế này cái đó cũng lạ lắm anh. Là cô Thu Trang đó là cũng là bạn với tụi này, đúng rồi, có giúp anh trong tờ Bách Khoa, với tờ Bách Khoa. Thì chỉ đi Pháp thì chỉ bằng lòng cái correction đang viết lá thơ Paris rồi cho tụi này, thấy chưa? Thì á chỉ mua cái nhà, tại sao có tiền ở đâu mà mua một cái nhà ở Oisiksen dữ vậy? Mua cái nhà thì lúc bấy giờ đó anh, tôi có một người em ở Paris, học ở Paris, thì cũng theo dõi rồi đó. Thì nó có một cái tin đồn như vậy. Có tin đồn theo anh cổ là tình nhân của ai đó, là người ta lầm, người ta lầm Nguyễn Lương và Bùi Văn Lương, người ta lầm là tưởng là Bùi Văn Lương, nhưng mà sự thật là Nguyễn Lương hơn. Rồi sau thì người ta coi người ta Nguyễn Lương hơn, đúng rồi đấy, rồi vậy thôi. Thì tới chừng sau ở Paris thì nói là họ chia nhau, Nguyễn Đình Thần ở trong đó. Nhưng mà theo anh ở trong vụ đó Nguyễn Bùi Văn Lương có dính líu gì không? Không biết thế nào, nhưng mà qua bên đó thì sau này thì họ sau 75 thì họ hồn hợp với nhau, làm ăn chung với nhau, rồi cũng ra bên tôi với nhau. Bây giờ mà cái hùng đó có quyền chú đó. Bây giờ một câu hỏi chót, trong cái vụ mà cái cô thư ký của anh, cô Nguyễn Thị Châu bị đưa ra tòa đó, trong về chuyện mà lũng đoạn tư pháp á, vì anh có nói Nguyễn Hữu Dương thẩm phán đó. Phải rồi. Cái vụ đó là cái gì? Anh Nguyễn Hữu Dương đó lúc bây giờ làm tòa ở Biên Hòa. Anh là người của Tuyến. Người của Tuyến đi về làm Tuyến, Tuyến cho đặt ở ở làm dự thẩm. Dự thẩm ở ngay rồi. Tôi biết. Rất bo gần như hài chuyện gì ở tòa án nữa, cho nên là Tuyến có sự can thiệp vô. Vô bên tòa đó. Thì anh Nguyễn Hữu Dương đó là người, cái đó là rõ ràng, cái đó không chối cãi được, không chối cãi được. Thì đó Nguyễn Hữu Dương này là bạn học của cô Nguyễn Châu. Thị Châu ở trường luật, trường luật với nhau, hai người cô Châu cũng kỹ nhân luật. Thì cô Châu có lẽ là cổ sơ ý của nó chơi, cổ nói một câu như thế này: ê Dương, cậu làm gì cho tôi cái đó thì tôi chia tiền thưởng cho. Đấy, nhưng mà cái luật của diễn đói nó cũng mờ lắm anh. Nó chia tiền thưởng cho những người nào có công, ai có công đó, tòa án cũng có thể anh chi đến này cũng đúng có công đó, để giúp ra tiền nó căn phạm. Nhưng mà chỉ vậy thôi mà từ đó cái câu nói đó rất bọc tê cho Tuyến, và Tuyến đưa lên Thuận và lập hồ sơ điều tra tôi. Rồi rốt cuộc cô Châu bị gì? Cô Châu trốn. Trốn à? Trốn vào Pháp. Xử tòa dưới đó thì cô Châu bị phạt 5 năm tù cấm cố với gì đó nữa, bao nhiêu tiền nữa. Ngoài ra có ai bị kẹt đó? Thì có cô Châu với tôi. Mà anh có ra tòa không? Tôi ra tòa, tòa dưới thì tôi bị phạt 19 tháng tù. 19 tháng tù. Tôi nó phạt anh mà. 19 tháng tù và tiền phạt là 200 ngàn vậy, tôi không nhớ rõ. Rồi sao ví dụ tù thì quá? Tôi chống án lên trên. Chống án lên trên tôi nhờ Dương Tấn Tài làm chính. Tôi luật sư của tôi là ông Mẫu nói rằng những người Mẫu hả? Không phải ông Quyền, ông Quyền. Thì ông Quyền ông nói nè, thật ra chuyện lực lễ đó chả có chúng mình biết gì hết, ông tòa rồi đó cũng không rõ gì hết. Thì thôi bây giờ mình kêu một người có kinh nghiệm là Dương Tấn Tài. Ông Dương Tấn Tài đã ra làm chứng như thế này. Nếu ông ra thằng Tài ông làm chứng cho anh, anh làm chứng cho tôi. Ông nói như thế này: nội cái buộc tội ổng mua to hối lộ đó là một cái chuyện mâu thuẫn. Bởi vì ông Lan không có quyền phạt, ổng muốn cho điều đình là cái luật 939 nó đã cho ổng có quyền gì, và tại sao ổng lý do gì ổng phải đi hối lộ. Đúng rồi, đúng rồi. Tha liền. Anh đã ký tê vụ đó. Anh nhưng đều rốt cuộc rồi, cái đó nó cũng chứ không. Cái chuyện này trễ rồi. Nó trễ rồi, nó cũng không. Tôi cũng mất chức rồi. Anh mất chức rồi, anh thành ra anh bị cái đó thiệt là đau. Bây giờ thưa anh, bây giờ mình qua một cái chuyện khác rất là hệ trọng, vấn đề Cần Lao.
trong trường hợp nào mà ông Nhu ông lựa anh để làm bí thư cho là liên chi bộ Nam Nam Bắc? Tôi có nói anh là năm 48 tôi lên Đà Lạt đó hả? Tôi lên Đà Lạt đó thì tôi thất nghiệp lang thang đó, thì rồi sau tôi đi làm trong kho bạc đó hả? Thì trên lên đó thì tôi gặp Chaparen, ông thầy dạy chính pháp tôi cũ, rồi tôi gặp ông Nhu. Tôi thời nay tôi chưa biết ông Nhu. Thì tôi gặp đang đó thì đang họ đang có một cái gọi là nhóm nghiên cứu xã hội học, lập ra một cái hội nghiên cứu xã hội học. Thì trong Chaparen là ông với ông Nhu là hai người làm chủ tịch cái đó. Thì đó có Chai Giảng nữa hả? Có Chai Giảng vô đó, nữa, Chai Giảng tự ở dưới Trung Vì Cộng sản nữa. Chai Giảng có Đỗ La Lam không? Không có, không có trong cái hình trong đó. Sao? Mấy người kia thì trong đó thì được thêm vô được ông Trần Nhân Lý cũng đúng rồi vô. Thì ông Nguyễn Đệ ở đây ông Nhu mời những người đó. Thì tụi này hỏi mối từng như đó thì nghe trình bày. Thì cái căn bản nè để cho cái hội đó để thảo luận với nhau là cái tờ báo Economy Humanist của Charles Bray và cái cuốn sách căn bản đó là Personalist của Mounier. Thì bác Sa thì ông Nhu là cái người to tiếng trong cái vụ đó thì ông trình bày. Thì tôi tụi này thì tôi mình cũng có học triết lý 2 năm triết lý thì cũng hiểu được theo dõi được thì cũng ở siêu lê. Rồi tôi được chọn làm thư ký cái nhóm đó và cái bữa ra trình bày với quốc dân hay gì đó chứ cũng là tôi và biểu tôi đưa một cái CC thì tôi đọc trong những cái tài liệu của cái trong cái tủ sách của cha đó toàn là những sách về thì tôi lựa được một của Temoignage rồi cái trang nó có xuất bản một cái cuốn nhỏ như thế này Andre Lederfond. Thì nó hạp qua với cái lý thuyết của ông Nhu Ecumenist quá. Thì tôi tóm tắt lợi cho tôi cũng không phải là siêu việt gì mà có những cái idea đặc biệt. Tôi cũng tóm tắt để rồi trình bày cái vừa đời. Cái Liên Chi Bộ của anh ra đời hồi tháng nào năm nào? Tháng 4 năm 55. Từ lúc ngày của Bình Xuyên. Đúng rồi. Giải đại dụng Bình Xuyên tháng 4 năm 55. Thì được một cái là ông Nhu đó thì kể ra ông là cha đẻ Cần Lao. Mà ai học với ổng nếu không nói là tôi là nhân viên hay là thành phần của cái hội nghiên cứu xã hội học ở trẻ để ra tôi cũng là học trò của ông thấy không? Nhưng mà tôi cũng có thể tự phụ là có lẽ nhiều khi học trò mà tôi nhờ có cái căn bản triết lý cái phẩm ở trong đó thì có lẽ là tôi theo dõi ổng kịp hơn là những người khác trong đó nó không có mấy chục người thôi nói thành thử ra trong đó là có lẽ là một cái yếu tố ông chọn tôi. Có lẽ cái yếu tố thứ hai nữa là thấy tôi tổ chức thứ nhất hội văn hóa bình dân. Đúng rồi. Anh thấy không? Thấy chỉ có mấy tháng tôi tổ chức hội bình dân sớm tuổi lớn lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì có thấy tại sao mà tôi liên kết là tôi kêu gọi được cần cả 100 người trí thức anh thấy không giáo chức rồi nọ đi. Khi anh làm bí thư của Liên Chi Bộ đó thì anh đã lãnh diện hối đoái chưa? Không hiểu đó rồi á. Có rồi. Rồi ơi. Có rồi. Hiểu đó là từ đầu năm 55 còn cái này nó 5-6 tháng. Đúng rồi. Bây giờ tôi hỏi để cho cái precision đó. Thì anh lãnh cái đó những người cán bộ đầu tiên của anh đó, cái staff của anh đó, gồm có ai? Thứ hết á là kỳ bộ Nam Bắc Việt. Nam đó thì tôi lo chị tôi trọng tâm của tôi là người Nam. Đúng rồi. Và Bắc á thì giao cho bác sĩ Lý Trung Dung. Lùng lùng đó. Nói to tiếng nói to tiếng. Thì bên kia có Nguyễn Người Bắc thì tôi giao cho bên kia Lê Thành Cường thấy không? Hoàng Minh Tuyên những người Bắc đó thì tôi giao cho bên kia lo về chuyện di cư. Hoàng Minh Tuyên sau là phó giám đốc cho anh đó ông Diệu Hổ Đoái đó. Thì đó còn tôi thì tôi bên đây tôi có cái staff của tôi riêng người Nam Trần Văn Trị, Dương Chí Sanh Phạm Mục Thảo như sao gì nữa. Anh có một cái tiểu tổ nghiên cứu về vấn đề quân sự có. Gồm có ai? Thì đầu tiên hết là anh Trần Thị Khiêm. Không, Nguyễn Quang Sanh. Nguyễn Quang Sanh, tôi biết anh đó. Nguyễn Quang Sanh thì anh làm hiến binh đó mà. Hiến binh, lúc bây giờ làm tư lĩnh hiến binh. Tư lĩnh hiến binh, tôi biết anh Sanh. Tại sao mà anh Sanh? Tại vì người học trò của tôi đó là cột kèo với anh Sanh là Hiểu. Em nhớ chưa? Hiểu là với anh là vì an ninh bên
bên nội vụ anh. Bên nội vụ. Phải không? Bên anh, bên anh nội vụ. Nhớ rồi. Thì đó, là học trò của tôi trước. À. Thì đó, thế thì tôi đem hiệu vô, hiệu kéo xanh, xanh kéo. Trần Thiện Khiêm, Trần Văn Hổ, rồi những người bạn học của tôi thì có là Trần Hữu Phước. Trần Hữu Phước, đúng rồi. Có Chiêu. Không có Chiêu. Không có Chiêu, Chiêu, Chiêu mà Chiêu... Không có, không có Chiêu. Không có, Chiêu người Trung, bên Trung kia, bên 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 Kim Bảo An, cái đó là người Trung. Còn cái nhóm này hoàn toàn đó, rồi sau thì thêm vô được là Phạm Ngọc Thảo. Đúng rồi. Theo tôi thấy đó thì Thảo, trong cái tài liệu anh, Thảo vô Cần Lao và có tuyên thệ nữa. Có tuyên thệ. Có tuyên thệ chánh thức. Chánh thức. Đúng. Mà Nga hai người đỡ đầu là Trần Văn Trị và Dương Chí Sơn. Anh có gửi Thảo đi dự một cái khóa huấn luyện ở dưới Đức Cha. Ở dưới Đức Cha đó, phải không? Phải. Nhưng mà tôi thì tôi, cái khóa huấn luyện của tôi nó quan trọng hơn khóa huấn luyện Đức Cha. Rồi. Vì chứ hai cái cách khác, hai cách huấn luyện khác nhau. Theo tôi hiểu, những cái khó khăn nội bộ ở trong cái Liên Kỳ Bộ của anh là cái gì? Dẫn đến cái sự giải tán Liên Kỳ Bộ hồi năm 1957 ha? Yeah. 57. Cuối năm 57. Cuối năm 57. Tại sao mà cái Liên Kỳ Bộ của anh mà mặc dù có công như vậy rồi bị giải tán? Thì có ba cái giả thuyết. Giả thuyết đầu tiên đó là khi lúc ông cần để bành trướng Cần Lao trong Nam mà không ai Nam hơn tôi, Nam Kỳ hơn tôi đấy. Rồi với cũng biết về, nắm về lý thuyết, có lẽ ông cho là tôi hơn những người khác. Đúng. Mà có lẽ cũng đúng anh, bởi vì đâu anh có ai ngay từ lúc đầu. Thì ông cho tôi là vừa người Nam mà vừa biết lý thuyết hơn, mà thấy tổ chức cửa hội có, khoa bình dân có hoạt động, có hoạt động rồi coi cũng được nữa. Với dạ. Anh có nhiều cái công tác. Yeah. Với cái giới trí thức miền Nam. Yeah. Cái giả thuyết thứ hai đó, là khi ông cần thì ông ấy, khi ông ấy cần rồi thì là cái lúc anh nhớ giải tán tôi là lúc apogee chế độ chế độ, phải không anh? Lúc đó giai đoạn của tôi đó. Là 58-59 là apogee, phải không? Cái đúng gì rồi. Cũng đàng hoàng, cũng tốt đẹp, di cư rồi đâu vào đấy hết. Đó là cái lý do thứ hai. Lý do thứ ba mà tôi nghiêng về cái lý do này hơn. Tôi làm đó thì ở trên tin cậy nhiều quá, gây ra nịnh thần nhiều quá. Anh nhớ đó, anh nếu anh coi tất cả các chế độ hết, nịnh thần xuất hiện là khi chế độ nó đến cái apogee nữa chứ. Chứ đâu hồi đầu nó đâu có xuất hiện. Hồi đầu một cái chế độ nào đó, lúc những gặp những cái khó khăn, đánh chém nhau là có nịnh thần, anh thấy có xuất hiện không? Xuất hiện là bao giờ? Là cũng là lúc apogee, phải không anh? Đó, thành thử ra trong cái vụ anh có bị ông Cẩn tọc gì không? Tôi không tin, tôi chắc không có. Không có. Không có. Không có. Cái đó là do quyết định công nhung mà thôi. Quyết định công nhung. Ông kêu tôi lên thì tôi cãi. Mà ông Diệm có dính líu gì không? Có, trong không cái có. Chuyện giải sao tán? Sao đó thì anh, lúc mà tôi làm tôi làm Liên Kỳ đó anh, một cách gián tiếp anh, tôi như là cố vấn về ông cho ông Diệm anh. Khi nào tôi gặp nhưng ông, khi ông mà hỏi về chuyện ở Nam Bộ. Ông Nhu, ông giải tán cái Liên Kỳ Bộ của anh, ít nữa là ông Diệm, ông cũng có nói cái gì với anh. Ông hay chuyện đó rồi, ông có nói. Có nói, sao? Có nói là. Ông nói sao? Ông nói là Cần Lao lộn xộn quá, nói vậy thôi. Nói đơn giản một chuyện tôi theo gặp. Anh thì tôi có dịp bàn với anh, tôi có hỏi anh câu là ông Diệm, thiệt ra ông có nghiên cứu kỹ về vấn đề Cần Lao như vậy không? Và điểm thứ hai, ổng có dính líu gì trực tiếp trong vụ tổ chức Cần Lao hay không? Thì vấn đề tổ chức ông Diệm không có nhúng tay hết. Còn vấn đề mà lý thuyết đó, thì ông Diệm cũng hiểu phần nào. Hiểu. Và ổng cũng anh nhớ anh đọc những cái bài diễn thuyết của ổng thì bao giờ những cái bài diễn thuyết nó cũng phải đưa qua trong như coi. Ổng chêm vô chuyện nhân quỷ đó thì tôi chắc là ổng cũng assimile được, chứ không phải là ổng hoàn toàn ổng mù thịt về nhân quỷ rồi đâu. Cái câu hỏi này không biết anh trả lời cho tôi được không? Bởi vì khi anh là bí thư của Liên Kỳ Bộ đó, thì anh có một cái tiểu tổ nghiên cứu về vấn đề quân sự. Ở trong đó có một số sĩ quan đóng vai trò rất hệ trọng sau này. Yeah. Anh có nghĩ rằng là đem vấn đề chính trị hóa quân đội bằng cách đem Cần Lao vào quân đội có lợi hay có hại? Đem vô quân đội rất hại chứ không có lợi. Nhưng mà nhớ là cái tiểu tổ của tôi là một cái tổ nghiên cứu.
Chứ không phải là anh nói với tôi là những người tôi làm đó, anh thấy không? Trước hết là hiến binh. Hiến binh không phải là quân đội. Hiến binh là chỉ vấn đề là liên lạc rồi với ngoài, anh thấy không? Đứng ở ngoài về pháp lý thôi. Hổ thì đang thất nghiệp, thấy không? Khiêm đang thất nghiệp, bị cái vụ mà hình đồ gì đó, cái đảng gì có rồi đó, anh nữ ra hổ thất nghiệp này. Còn Phước thì là bảo an này. Một điểm nữa, hôm qua hai anh em mình đã đi thăm chị Phạm Ngọc Thảo, thì bây giờ trở lại vấn đề Thảo. Trong đó anh biết cũng nhiều, tôi biết cũng nhiều, dưới cái khía cạnh riêng của mỗi người chúng mình. Khi mà anh thâu nạp Thảo vào Cần Lao đó, anh nghĩ gì về cái khuynh hướng chính trị của Thảo đối với Cộng sản? Anh có tin Thảo là người thành thật, không phải là Cộng sản không? Tôi thì chừng mực rồi đó, tôi tin anh hồi chánh thật. Rồi sau này ảnh làm việc với chúng tôi đó hả, thì tôi thấy nó cũng càng ngày đó, tới bây giờ đó thì tôi nó càng khẳng định cái cảm tưởng của tôi. Anh giúp đỡ Thảo nhiều lắm, nhiều về mặt vật chất, tiền bạc. Anh giúp cho y mua cái nhà ở đường Tự Đức, anh có tặng cho y một cái Mercedes cũ để mà đi. Ngoài ra khi mà Thảo bị, trước khi bị giết đó, theo hồ chí của anh đó, thì anh đã liên lạc với Thảo, anh chở Thảo tới để y ẩn núp tại nhà của chị Hai ở trên trường Thủ Đức. Rồi Thảo kêu anh này nọ, là thấy rằng anh rất là thương Thảo, giúp Thảo. Và tôi nghĩ tới giờ chót anh có nghĩ Thảo, cho tới mà ngày Thảo bị giết đó, anh có nghĩ Thảo là con người hồ chánh thiệt hay là một cán bộ cộng sản? À, bây giờ thay thì trả lời anh hồ chánh thiệt hay là cộng sản, bây giờ chỉ nói những cái thái độ, những cái hoạt động của anh. Cho tôi á, nếu mà tôi hiểu phần nào về cái chuyện tổ chức về tình báo spy rồi đó hả, thì anh Thảo phải có một cái hộp thơ. Nếu mà anh là một cái cán bộ chiến lược, anh phải có cái hộp thơ. Đây, hộp thơ là cái chỗ để liên lạc. Trong trường hợp thì anh đó bị treo giá 3 triệu rồi này nọ đó, mà anh muốn đứng thiết đó, phải có hộp thơ. Cái người như vậy đó là kể như là bị cháy rồi thì phải rút. Cái khôn ngoan tối thiểu là của một cái cơ quan tình báo là phải rút, không có đến nỗi phải ở thì báo chiến lược, mà ở trong trường hợp đó. Một cái là anh hy sinh cái ngủ ra tới vô. Một cái nữa anh chắc gì những người tới tới Hóc Môn thì anh đi ra chiến khu rồi, anh đi rước tới Bến Cát là đã ra chiến khu Đồng Nai rồi, tại sao anh không đi? Cái thứ ba nữa đó, tôi là một cái người ở tù và bị bắt lên bắt xuống rồi, tại sao phải nhờ tôi? Anh nhờ tôi là như là anh đưa tới chỗ chết. Anh phải nghĩ rằng vấn đề tôi còn một cái người đâu có nên can thiệp, nên dính bén vô cái Quỳnh Nhân Lan làm cái gì. Và tại sao khi anh không được chỗ nào để trốn, anh phải gọi điện thoại tôi lấy dấu ở nhà bà, rồi sao tôi còn đưa ở đó. Và tôi vẫn tiếp tục, tôi dự bị rảnh đi về miền Tây. Vợ chồng Phạm Ngọc Thảo giúp anh rất nhiều trong cái tờ Bách Khoa. Họ viết bài trong đó mà chính chị, đặc biệt chị Thảo đóng vai trò hệ trọng về hành chánh, phải không? Không chỉ là tòa soạn, anh thấy người ta lộn hoài, tưởng là Lê Ngộ Châu đồ, từ lúc đầu không có. Lúc đầu là những cái người mà giúp tôi từ Bắc Bích Khoai, vừa tòa soạn, tổ chức tòa soạn, bài vở đi mời người ta để hợp tác là Hoàng Minh Tuyên đầu tiên, có thể là số 1. Cái kề thứ hai về văn phòng là chị Thảo. Lê Ngộ Châu đến sau. Bây giờ hỏi anh câu này thiệt, giữa anh và tôi thôi, giữa anh và Thảo cái mối liên hệ tình cảm bạn bè, ai ảnh hưởng ai? Thảo ảnh hưởng anh về mặt chính trị hay là anh ảnh hưởng Thảo về mặt chính trị? Nếu tôi không ảnh hưởng Thảo về mặt chính trị thì tôi ảnh hưởng được Thảo về vấn đề tình cảm. Tình cảm tôi rất tốt để chơi với anh. Mà anh có
anh có tin là Thảo nói hết sự thật với anh không? Tôi không tin là Thảo hết sự thật, nhưng mà tôi tưởng là Thảo không có trò hiểu tôi hay là cái lên là đường lối của tôi. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Nhưng tới nay cái cảm tình giữa anh và anh Thảo, tôi không có nói chị Thảo, bởi vì đó là chị còn sống, cảm tình mình đã biết rõ rồi. Vì cái cảm tình giữa anh và Thảo cũng vẫn nguyên vẹn, vẫn như thường. Dù mà bên kia nó có tán dương rồi gì cho tôi, cái đó là những cái tiểu xảo của cộng sản thôi. Đúng rồi. Tôi hỏi anh á, nếu mà anh xét về cái chuyện về chiến lược giữa Thảo với Vũ Văn Nhã, Vũ Ngọc Nhã, Vũ Ngọc Nhã, thì thấy Vũ Ngọc Nhã là một con siro mà nó còn đưa lên là tướng tá đồ gì, nó còn Thảo mà nó có bốc cái xác chết rồi đem về trên đó. Tôi hỏi anh là cái gì? Cái chính sách của cô công sản làm là bố nhỏ anh, bố nhỏ tôi được nào nó làm vậy chứ? Với một cái này anh bây giờ có một cái tài liệu nào chứng minh rằng Thảo đã làm được cái gì cho Hà Nội đâu? Đúng rồi. Đang cái đó nó bày đặt lên bao nhiêu chuyện của làm của Vũ Ngọc Nhã. Đúng rồi. Đúng rồi. Dù sao cái vấn đề của Thảo cũng còn là một cái bí ẩn, là cái bí ẩn. Tôi mong rằng với những tài liệu, với chuyện tiếp xúc với anh và anh giúp tôi gặp chị Thảo và tài liệu khác, tôi sẽ viết một cái bài về Thảo. Mà cái bài đó thiệt tôi thấy khó viết lắm. Khó viết. Bởi vì còn nhiều câu hỏi quá. Nhiều câu hỏi lắm. Nhiều câu hỏi lắm. Nhưng thì dù sao cái hồ sơ Thảo là hồ sơ rất hệ trọng. Trong mấy cái người mà kêu bằng gọi là đứng giữa hai lạnh súng đó, Thảo có lẽ là cái người đóng cái vai trò tragic cực nhất. Nhưng mà anh gần đây đó, anh đọc cái hồi ký của Phạm Văn Liễu thì anh cũng thấy cái sự nhận xét của Liễu là kiểu Liễu thì cho Thảo là nhị trùng tam trùng gì đó, chứ cũng không phải là theo cộng sản Hà Nội hoàn toàn. Cái khó là giữa hai cái extreme đó, một bên tố cáo Thảo là cộng sản, bên nói Thảo không phải là cộng sản, thì mình phải tìm ra cái sự thật. Nhưng mà tôi anh về để kết luận anh là tôi nói anh cái này để kết luận về chuyện anh Thảo, những người bây giờ mà đã phá hay là tố cáo Thảo là cộng sản là những người thở nay là cũng là những người làm với ông Nhu, làm việc với ông Nhu. Thì tôi á, anh tưởng mấy người đó giỏi hơn ông Nhu. Ông Nhu nắm hồ sơ của Thảo rất chắc. Anh thấy không? Ông đi đến chỗ mà dùng ông như Thảo là từ giai đoạn này. Tôi biết chắc là ông Nhu phải nắm hồ sơ chắc. Những người bây giờ chỉ trích như vậy đó, tố cáo Thảo vậy là quá cha là hơi chữ ông Nhu. Dù sao có một cái thực tế, anh cũng như tôi, nhất là tôi phụ trách cái vấn đề tình báo đồ này nọ, cho tới ngày ông Diệm và ông Nhu bị sát hại đó, dầu sao đó Thảo under control, dưới sự kiểm soát. Nếu mà Lũy có là đóng cái vai trò gì nổi hơn đó mà có thể gây hiểu lầm đó, là sau này ông Diệm nằm xuống. Chứ anh nhìn nhận là trong lúc ông Diệm và ông Nhu còn sống đó, Thảo là đã góp phần không nhỏ trong cái chuyện mà xây dựng cái chế độ, nhất là ấp chiến lược không chung mặt. Anh đồng ý không? Đồng ý, tôi đồng ý. Đó. Đó. Thì ít nữa là tới cái giờ phút đó. Tôi xác nhận với anh đó là cái khu trù mật đầu tiên ở Bình Dương đó, là ông Nhu cũng nói chuyện với tôi là Thảo rất là hay, chọn đúng ngay cái chỗ rất là nevergic, đúng rất là. Rồi nữa là sau này Thảo lập hai cái ấp chiến lược ở Gò Cà, cái làng của tôi, và ở cái làng trên là cái ấp ở Lò Cò, thì thấy là rất là đúng anh ấy. Bây giờ mình nãy giờ mình nói chuyện Phạm Ngọc Thảo, thiệt ra nói về Thảo thì còn nhiều chuyện nói lắm, không biết nói chừng nào mới hết. Thôi bây giờ tôi nghĩ mình chấm dứt ở đây đi. Bây giờ có một cái chuyện nữa trong cuốn hồi ký của anh mà tôi để ý, mà chính anh cũng xác nhận chuyện đó, anh không có chối cãi, là ngay từ lúc đầu khi anh trở về nước anh làm việc đó, nhất là khi mà anh cộng tác với ông Nhu đó, thì anh cũng có dịp tiếp xúc với phía bên Mỹ. Đây không phải là Mỹ về hành chánh, không phải về kinh tế, mà Mỹ về tình báo. Anh có thể anh cho tôi biết vài chi tiết chuyện đó anh là. Chỉ là cuối năm 54 là cái chuyện tôi có đi đem cho ông Nhu với ông Diệm ít thôi. Anh nói năm nào?
54 anh nhớ Hinh là xảy ra cuối 54 à, anh nhớ vụ Nguyễn Văn Hinh đó. Dạ, dạ. Sao? Cũng có ít thôi anh, tôi chỉ đem một hai cái nốt, một hai cái press release rồi đó hả? Dạ. Để mà chứ còn không có cái gì quan trọng đâu, tôi không nói chuyện gì với ông nhiều. Dù lên stand thì tôi có gặp một hai lần để đưa một cái nốt của ông Nhu vậy thôi. Chứ còn anh gặp lên stand ở tại đó? Tại tại văn phòng của Lý à? Có ở thị Sigan. Anh biết cái night club Sigan đó. À biết là Sigan là. Ờ là Sigan đó. Cái tiệm ăn đó mà. Ừ, vậy thôi. Cái chỗ đó là ổng đóng đô đó. Ổng đóng đô chỗ là Sigan đó. La Sigan. Thì đưa một hai cái nốt vậy thôi chứ cũng có chuyện. Lúc đó thì Trình Minh Thế đã trở về chưa? Tôi cái đó tôi anh biết rồi, ông Nhu nhờ Lansdale mà lưu phải rồi đó, phải rồi đã có những viên trong những cái nốt của tôi đó anh hiểu chưa? À, đó là giai đoạn của ông Nhu. À, giai đoạn của ông Nhu. Rồi riêng về cá nhân anh á, với tư cách là cá nhân đó thì sao tôi biết anh cũng có nói anh cũng có liên lạc sau này với Lester như cái anh Nick Adams thì anh gặp để đầu tiên hết đó, là năm 58 á, năm 58 á tôi qua bên tôi đi học về đi làm cái học về economic development ở tại Washington. Tôi đi 6 tháng. Thì trước khi qua đó thì tôi đã liên lạc với ông cộng sĩ politics của tòa đại sứ, quen với nhau trước. Hồi khi mà tôi làm đảng cần lao đó thì tôi có liên lạc được với họ, liên lạc với tôi hơn là tôi tìm liên lạc với họ. Tôi thấy cần cho tôi là tôi là một cái figure politics mang kê moa chứ không phải. Với anh có những cái rì mơ, dây mơ rờ rễ má đó. Thì cái ông đó tên là Bluffer. Bluffer. Thì đó, khi tôi đến Washington đó, giữa năm 58 đó, thì ông cho người liên lạc với tôi. Cho liên lạc chứ. Mà tôi cũng muốn liên lạc với ông. Như là như là bạn bè thôi chứ còn không phải là phải chuyện mà làm chuyện gì to tát rồi. Thì đó, lúc bấy giờ đó thì cho tôi đó CIA, State Department, cả Quốc hội rất là mù mờ về vấn đề Việt Nam. Còn mù mờ lắm mình. Nhiều chuyện vấn đề họ hỏi tôi thì tôi giúp cái đó. Tôi bằng lòng. Nó giúp theo những cái trình độ của tôi, sự hiểu biết của tôi thôi. Mà nhưng mà có lẽ là họ đặt hơi kỳ vọng với tôi hơi nhiều quá. Thấy không? Bởi vì không có ai hết thì cho tôi là vừa là được. Boss the confidence. Boss confidence của ông cụ, thấy không? Với hoạt động nhưng mà có hoạt động xã hội, trong chính trị nữa thì họ lợi dụng cái đó. Như tôi nói anh là có lẽ là đặt hơi kỳ vọng hơi cao quá cho tôi. Bởi vì cái sức của tôi nó không. Thì đó thì họ giúp tôi qua đây thì liên lạc thì tôi nói tôi sẵn sàng. Hỏi tôi cái gì tôi sẵn sàng. Nhưng mà hỏi thật anh, họ nhờ anh giúp họ những cái vấn đề information politics hay economic đủ hết. Là politics cái cá nhân được của anh rồi hay gì, cá nhân của thường rồi này nọ. Đúng rồi, anh có. Và tôi lúc đó là tôi như thế này, nói thật với anh là tôi có cái fair play. Tôi không có accuse hết. Bởi vì tôi cũng có cái khôn ngoan của tôi. Là anh nói gì người ta thì người ta sẽ nói gì anh, và nó hỏi nó chuyên môn, nó hỏi gì người ta thì anh nói xấu người ta thì chả khác nó nói xấu lại, nó rất là xấu lại. Thì tôi rất là hỏi về những chuyện đảng phái, cái gì tôi biết thì tôi nói hỏi vậy thôi. Bây giờ hỏi anh cái chuyện mà đi qua lại, tôi không có dùng chữ đi đêm. Đi đêm nhiều khi nó equivoke rồi. Cái chuyện qua lại giữa anh và Mỹ tình báo đó, nó gia tăng hay nó giảm bớt sau cái ngày mà anh mất cái chức giám đốc Viện Hối Đoái và anh không còn làm bí thư của Liên Kỳ Bộ? Nói thật ra thì nó cũng không có giảm bớt gì. Không giảm. Thì sau khi tôi về đó thì nó gửi cho tôi một cái người để tiếp tục để làm cái tôi hoài. Như là đặc biệt để nồi nó một cái nữa. Qua ai? Thì sao rằng Lester? Lester nó là làm gì bên nó? Nó là con CEO của đại sứ. Còn Dick Adams? Dick Adams thì cũng vậy. Nó về Lega, về là con CEO Lega.
Thì gửi ra những người cũng cái răng gần như nhau ấy, là cầu CE rồi, thấy không? Thì những người đó đó thì họ liên lạc, cái người nào đi rồi giới thiệu người tiếp tục hoài. Hai năm một người, hai năm một người, như vậy. Thì á, họ liên lạc cái gì? Tôi được cái gì, họ được cái gì? Thì là trao đổi nhau về tin tức. Họ cho tôi biết những cái danh sách. Mà cái tin tức anh cho họ đó, cái đó anh trả lời hay không quyền của anh, nó có lợi hay có hại gì cho chính phủ Ngô Đình Diệm? Tôi, anh, trong sách tôi viết thì tôi cũng nói cái gì sự thật rồi, chứ tôi không nói, chắc không có hại, chắc không có hại. Mà anh có cho họ biết cái sự thật về nội bộ của cái chế độ gia đình trị của Ngô Đình Diệm không? Tôi không có cho biết, nhưng mà tôi đồng ý với người Mỹ mua 2 triệu, biết không? Ví dụ như tôi cho là bà Nhu rồi chuyện lộ liễu quá, không có khôn ngoan, thấy không? Mà thứ nhất là họ xíu xe rê tôi nhiều chuyện. Xíu xe rê, ví dụ như đó. Có xúi anh tham gia những nhóm đảo chánh này nọ? Không có xúi đâu. Xúi tôi nhiều chuyện đó. Là họ nói rớt báo chí ở bên Mỹ đó, là rớt về, rớt là nẹp hết về những cái thái độ của bà Nhu. Ví dụ vậy, anh nói với tôi đó, có cách là làm sao nói với trên được hay gì á, hoặc là nói ông Nhu hay nói ông Diệm, nếu anh có cơ hội được. Họ không có phọt xê tôi cái đó, nhưng mà cái cách họ nói qua tôi để tôi có dịp mà đi nói với người trên nên thấy. Mà thật ra tôi có nói, tôi có nói với tổng thống về cái chuyện, tôi nói lúc tôi đi về đó thì tôi có nói người Mỹ rất nẹp hơi. Cái chuyện tiếp xúc của anh ở trong sách đó, theo tôi biết anh nói là cũng bị theo dõi, cũng bị chính quyền theo dõi, có là Dương Văn Hiếu rồi, có thể theo dõi. Rồi anh lại còn xí tê thêm một tên 2-3 người bên công an nữa. Anh nói là họ có theo dõi. Bởi vì á, tôi lấy làm lạ tại sao có nhiều người ngồi trước cửa tiệm của madam tôi là gì. Mà có bao giờ sau khi mà anh rời Cần Lao rồi với rời Diễn Hóa Đạo đó, anh còn lưu tới lại với Diễn Hóa Đói, anh còn lưu tới ông Nhu không? Vẫn còn. Ông ngỏ ý, ông nói là tại sao mà tôi liên hệ với... Không đời nào nói cái đó. Nhưng mà tôi đến đổ sau tôi bị cất chức rồi, tôi lên tôi phản đối với ông Nhu. Ông nói để mọi qua lời. Nói gì? Mà rốt cuộc không làm gì hết. Làm gì hết. Đi tới rồi cái ngày sau chính phủ sụp đổ thôi. Bây giờ, trước bởi vì mình không còn bao nhiêu phút nữa, tôi xin hỏi anh 2-3 chuyện. Khi mà ông Diệm bị đảo chánh rồi, tôi biết anh gặp nhiều khó khăn lắm với cái hội đồng quân nhân cách mạng, phải không? Thì anh biết á, tôi trước hết là chỉ là ngày 20 mấy November thì tôi bị máy xương bắp giam như trong. Nó làm tiền anh hả? Mình đâu dám nói chuyện cái đó. Nhưng mà cái đó là Mai Xuân Hỷ nó bắt là nó làm tiền à. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó thì anh muốn nghĩ sao nghĩ. Nhưng mà chắc chắn anh có lo hả? Không có. Bà mẹ vợ tôi có lo, có lẽ bởi vì bà nóng lòng. Bà nóng lòng chứ bà lo là Tống Đình Bắc. Đúng rồi, biết Tống Đình Bắc nó là tôi biết thật chứ. Tống Đình Bắc là phụ tá cho rồi, trong rồi. Đó thì có Trần Tiến Thành, Trần Bá Thành. Rồi Tống Đình Bắc phải không? Nhưng mà Tống Đình Bắc nó ở bên cái phòng opera xong cái gì đó. Thì chắc bà được áp. Rồi nó giữ anh tại công an hả? Tại công an. Nhưng mà cái mà tôi buồn nhất anh. Là anh nghĩ thế nào, bởi vì anh công an là của anh đó thì anh nghĩ thế nào? Dạ, tại sao mà nhốt tôi với cộng sản? Đó, cái đó là trường hợp của Nguyễn Văn Y đó. Cũng vậy, bắt Lũy Đồi Thần Xuân giam với bọn cộng sản, dùng tay cộng sản để tính thủ tiêu anh. Cái đó là cái tắc tiết của Xuân đó. Y có nói với tôi nhiều về chuyện đó, nó ác rồi đó. Mai thời tôi ở đây chỉ có một tuần thôi. Có tuần hả? Một tuần rồi nó thả anh đâu có thả đâu, qua trở qua bên kia. Đâu? Cả qua bên phòng 3, phòng B, phòng C ở trên kia là bên công an, mà mép bên kia. Trên kia nó có một cái E là do riêng về cộng sản. Còn mấy khi mấy người chính trị khác. Anh vẫn còn bị giam. Giam bên đó. Anh kẹt bao lâu? Kẹt thì đã kẹt đó rồi tới chừng này. Mấy tháng rồi. Thì tới chừng anh nhớ không tới trong không có tới chừng chỉnh lý. Chỉnh lý thả ra. Không, chỉnh lý thả ra rồi lại Khánh bắt lại. Khánh bắt anh bắt lại vậy đó. Bắt lại lúc đâu? Lúc mà bắt lại cũng tháng hay 3 tuần lễ đó. Rồi á. Vì lý do gì? Cho tôi là tại bà
Thái ơi, chắc anh Phật giáo nói cái gì làm lên ấy hết, nữ ra mấy mặt lão. Xin lỗi anh, tôi theo tôi biết thì bà gia của anh đó, bà cụ của chị Lan đó, thì ủng hộ bên Phật giáo để mua đất đai xây chùa gì đó phải không? Mà cái đó có gây sự hiểu lầm đối với anh không? Đối với có, tôi giúp mà. Anh giúp mà. Tôi giúp về chị mua miếng đất ở trên cầu Kiệu để xây cái chùa Vĩnh Nghiêm đó. Đúng rồi. Mà Gia Khánh giả giữ anh vậy rồi làm sao anh được thả ra? Thì Gia Khánh tới chuyện Gia Khánh đi. À, chỉnh lý. Chỉnh lý rồi Khánh đi thì tôi tự ra. Ra rồi thì lại là cái vụ Thảo lai rai thì tôi bắt lại. Thật lại là thứ tư bị mấy bốn lần. Bốn lần. À. Nghĩa là sau khi đảo chánh ông Diệm nè, sau chỉnh lý ngoài Lý Khánh nè, rồi chỉnh lý bắt lại, chỉnh lý xong rồi bắt lại nữa, rồi thả ra, rồi tới lần thứ tư là ai? Lần thứ tư thì tới chừng đó là Thiệu. Thiệu bắt anh nữa? Không biết Thiệu bắt ai, nhưng mà bây giờ là Phạm Văn Liễu bắt tôi. Liễu bắt anh nữa? Giữ tại công an? Dạ không, tới chừng đó đưa lên Biên Hòa. Anh để Biên Hòa, trong cái ghế trong này, giam ở trại gì đó? Trại Tam Hiệp. Rồi rốt cuộc sao anh được thả? Thì theo luật bộ kia, bộ biết rồi anh được. Nếu mà những cái phần này, tử này đó thì anh được quyền giữ, thế giữ 1 năm rồi nuôi lê 2 năm. Thì tôi giữ hơn 1 năm. Vậy rồi thì tới chừng thấy không lý do gì, tôi cũng biết ai can thiệp, tôi cũng chẳng biết gì đâu, rồi thả vậy thôi. Ở trên Tam Hiệp gần 2 năm. Có Trung tướng Trần Văn Minh, chủ tịch của ủy ban thì đó, có kêu tôi đến, không có kêu tôi đến điều tra tài sản rồi đó, thì tôi cũng có gì đó điều tra vậy thôi. Nhưng mà rồi thì anh cũng tuột xuống liền đó mà. Đúng rồi. Nhưng mà cái có cái vấn đề làm tiền hay không đó, thì đó Trần Thiện Kim, sau tôi ra thì tôi gặp Trần Thiện Kim, Trần Thiện Kim hỏi đi hỏi lại, anh phải coi chừng tụi nó truy anh đó, vì vấn đề tiền bạc nó cho anh là giữ tiền của ông Nhu Diệm. Đúng rồi, anh nhiều chuyện mà tụi nó thể làm khó anh lắm. Ví dụ như cái chuyện giữ tiền này, nhưng mà nó đến trật, anh thấy không, tôi không giữ tiền. Thì anh lận đận lắm, tôi biết là lận đận. Rồi giàu sao Chúa lấy đi một phần cho anh lại thập bội. Sau khi được thả ra anh thành công về vấn đề thương trường đó phải không? Phải rồi. Anh làm ăn cái gì? Đầu tiên hết tôi ra là cuối 66. Trước khi vô tù thì tôi đánh đều Mare, cái chị Honda, để bà xã nhà lo. Nhưng mà chồng ở tù, mà đàm tôi chỉ giữ cho VCT vậy đó. Thì tới chừng tôi ra cũng là nhầm lúc Mỹ bỏ tiền vô nhiều. Âu Trường Thanh. Nhầm cái lúc tôi ra xe Honda, Âu Trường Thanh có tiền nhiều quá, nhập cảng tha hồ. Thì đó thì tôi phát xe Honda. Anh biết là tôi điều định. Tôi xin hỏi anh, thằng Âu Trường Thanh với tôi cũng thân lắm, mà nó cũng bề ngoài nó vậy chứ nó tiền bạc nó cũng ghê gớm lắm. Âu Trường Thanh có ăn công ký với anh hay là anh có phải lo lót gì cho Âu Trường Thanh? Không có Âu Trường Thanh, lúc đó bây giờ tiền nhiều quá. Nhưng mà Âu Trường Thanh nó có nhiều khi để tôi nói chuyện em, như tôi đó, những người làm trong chính phủ rồi như tôi, có cái bộ mặt như tôi, chánh trị rồi nói gì đó, không biết có ra sao, nhưng mà nhìn ra làm ăn cực lắm anh. Cực. Tại sao? Họ ăn tiền những người khác mà không dám ăn tiền tôi. Dù mà tôi có đút ló họ cũng không dám ăn. Anh thấy không? Bây giờ anh quen biết nhiều quá. Giờ sợ có ngày. Anh thấy không? Nó dở ổ. Giờ. Nó dở ổ. Chà, để giúp thằng Tàu hơn là giúp Bùi Văn Lá. Nhưng mà mặc dù vậy anh vẫn rỉu xiên như thường. Anh biết là tôi bị những cái phạt vô duyên lắm anh. Nói thật anh. Những cái phạt thì tôi được, tôi làm những cái hồ sơ mà được người ta từ chối. Bị người ta từ chối. Để tôi nói nghe, vấn đề ngân hàng. Để tôi nói nghe, tôi làm xe Honda mà tôi không có tiền đủ để nhập cảng, chỉ cho phát tiêu bộ ma thôi, thì ăn ít lắm. Anh nhập cảng là anh được ăn thêm nhiều, thấy chưa? Thì tôi đi quay Việt Nam, tôi tính là cái cơ quan đáng ra phải giúp tôi chứ, thấy không? Bởi cơ quan tính là của chính phủ để tiền ra phải giúp người Việt chứ, không cho. Tôi mới qua vay ngân hàng Sài Gòn của La Thị Nghệ, là mai thời tôi quen La Thị, mai thời tôi bên Ma Đạm Đức Âm. Quen bà con với Phạm Ngọc Khuyến giám đốc thì giúp tôi, đó là nhờ vậy đó mà tôi thành thứ là tới chừng khi làm xe Honda tôi có tiền rồi thì tôi mở cái ngân hàng, thì tôi làm đấy, mở ngân hàng thì tôi mở ra ngân hàng. Anh tin gì đẻ ngân hàng? Anh là tổng giám đốc hả? Không, tôi là tổng thanh tra đâu, nhưng mà tôi kiểm soát hết. Mà cái tiền đó do bên tụi tôi, gia đình tôi 64%, ông Đức Âm 11%,
cô Mỹ 5% phe VDCN với ba người Tàu, mỗi người Tàu 5% làm commodore cho tôi. À, mà anh là tổng giám đốc? Tôi là tổng tiền trọng. Còn ai tổng giám đốc? À, có Bùi Văn Thịnh. À, Bùi Văn Thịnh tôi biết, anh mặt tròn tròn. Thịnh rồi đó làm gì hối đoái với anh? Phải rồi, làm gì hối đoái, tôi thì tôi kéo ra để làm cho tôi. Đang đi làm bên kia gì, vài ba chục ngàn rồi qua với tôi cả 100 ngàn. Cái phòng anh xem ảnh là cái gì, Bùi Văn Thịnh? À, đốc tư, anh là đi sang xe anh qua. À, đi sang xe cho rảnh là, anh xin tư đem đi xe ông trưởng qua. Đúng rồi. Với Nguyễn Hồng Anh. À, ở trưởng ngân hàng quốc gia là có hai người là Nguyễn Hồng Anh với Bùi Văn Thịnh từ đấy xin đi xong trưởng ngân hàng quốc gia. Lan là còn về chuyện mà xuất cảng gỗ của anh như thành công lắm mà. Phải rồi, nói thật anh, tôi chỉ còn nữa mấy cái kia tôi mất hết nhờ cái xuất cảng gỗ. À, thì anh có ngân hàng rồi thì anh mới làm ăn, mà xuất cảng gỗ thì anh phải cần tới cả 500 triệu ví dụ vậy hả, thì tôi mất. Anh xuất cảng qua Nhật Bản hả? Qua Nhật Bản. Mà anh làm ăn với cái công ty nào Nhật Bản? Nishoi qua. Anh cho hay quá, anh chụp được mấy cái đó hay à. Anh sợ. Còn cái chuyện Honda rồi mất hết, làm bao nhiêu mất hết, ngân hàng làm lại của anh. Tôi cũng có cái công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm là Phượng Hoàng đó anh. À, cái đó có công ty bảo hiểm đó. À, cái đó là 100% của tôi. Vậy. Bây giờ còn hai câu hỏi chót, xin hỏi anh. Trong cái tờ báo Bách Khoa của anh đó, có để đó là cái sự thực hiện mà lâu dài nhất của anh. Bách Khoa đó, phải không? Lâu đời nhất. Yeah. Bởi vì chỉ đóng cửa sau vào lối tháng 4 75 thôi. Phải rồi. Ừ. Trong cái Bách Khoa của anh, tôi có dịp mà ngày nay người ta nhắc nó nhiều lắm. Những cái người mà đã tham gia giúp cho anh viết bài đó. Trong cái tờ Bách Khoa của anh, anh có bị cái... bị cộng sản nó lợi dụng về cái chiến dịch trí vận của anh, bởi vì trong đó có một số người họ giết Bách Khoa giống như Nguyễn Hiến Lê, cũng Nguyễn Thu Ý đây nọ, Nguyễn Thu Ý, thì mấy người đó cộng sản, cộng sản, nhưng mà anh Nguyễn Hiến Lê rồi đó, chả cộng sản Nguyễn Ý, mấy người đó thì anh nói là thiên tả thì đúng hơn, chứ cộng sản không có, không có hoạt động đó. Họ thiên tả thì họ muốn giết thiên tả rồi con người ta tự khỉ ra rồi nói thì cái chuyện đó anh thấy một cái tờ khoa học thì anh phải chấp nhận trong đó nó thật ra anh kiểm soát kỹ về vấn đề thành phần không viết bài gì bởi anh vì tôi mà không tôi đọc hết anh tôi tự bút thành thử ra để tôi nói anh nghe. Nghe Ngọc Châu đó bao giờ có bài dở anh lựa một lần anh lên cho tôi đọc lại chừng nào tôi ok rồi mới in, chứ không phải là cái chuyện mà tôi buông thả đâu. Đúng. Khi tôi đi vắng mấy tháng như tôi nói anh nãy đó thì anh Hoàng Minh Tinh thế tôi. Anh cũng gặp nhiều sự khó khăn với Trần Chánh Thành, với Tuyến, với bài vợ. Bài vợ có đúng cái đó, nhưng mà sau đó thì để cho tôi là ông cụ, ông hiểu. Ông hiểu, ông Nhu hiểu tôi này. Tôi nói là cái bây giờ mình phải tập sự cho nó có cái vua, cái quyền thứ tư đó để cho training. Không, mà nhờ cái dù của anh mà Bách Khoa mới tồn tại. Thì Bách Khoa thành công có lẽ nhờ cái dù đó, nhờ cái dù cần lao, nhờ tiền. Phải cần tiền chứ anh nói mấy năm đâu có lời lỗi. Bây giờ hỏi anh câu nữa, anh có nhiều hobby lắm. Tới cái tuổi của anh rồi đó, anh quá nhiều hobby. Nghĩa là những cái thú vui riêng của anh, săn bắn nè, đá gà nè, chú cái thú chơi đồ cổ, đủ thứ hết, giết lách. Thì nội trong mấy cái hobby anh, tôi biết cái nào anh cũng thích, nhưng là cái nào đối với anh nó sẽ ảnh hưởng với con người của anh nhiều nhất. Theo anh. Để tôi nói anh cái chuyện là anh cũng buồn cười lắm. Là mấy thằng cháu nội của tôi nó bây giờ nó vô đại học rồi đó thì nó làm cái assignment để nó về nó phỏng vấn ông nội nó. Một cái nhân vật nào mà trong đời của nó. Đúng rồi. Thì một thằng bên đây cháu ngoại nó cũng phỏng vấn ông nội nó để viết cái assignment con cái người nào mà anh sinh viên này ảnh hưởng đến anh, cái đời của nó nhất. Đời nó thì nó về nó phỏng vấn ông nội ông ngoại nó. Đúng rồi. Thì anh thấy không? Tôi thì tôi mẹ tôi nói về chuyện Bách Khoa Bình Dân, Bách Khoa rồi tờ báo Bách Khoa rồi nọ, anh thấy không, những chuyện đó cho tôi thì tôi hãnh diện lắm, nhưng mà nó không có, nó không có thích cái đó, anh biết là thích cái gì không? Chuyện săn bắn của tôi đó, chuyện tao nhỏ hại chuyện săn bắn tôi cho tôi bơi ra ngoài cho nó là thì bây giờ tôi câu tôi ngồi trên bờ sao tôi thì xanh muốn mua lợi chiếc tàu để đi ra biển như trước anh thấy không? Đi câu tôm câu cá rồi bây giờ ví dụ anh có hợp nghe tôi nói chuyện đá gà, tôi nói tất cả sự vấn đề nghĩa là mê thích của tôi anh thấy không? Thì tôi bây giờ có những đặc biệt tôi vẽ nhiều, vẽ tôi vẽ nhiều lắm anh, nặng tưởng tôi tạc cặp trên gỗ đó. Mà cái gì sẽ làm rồi cũng mê mệt lắm,
Bây giờ tới cái tuổi anh còn ham mê gì nữa? Thì bây giờ anh biết không, tôi với mấy đàn tôi thì bây giờ mê trồng hoa, trồng đấy. Rồi tôi bây giờ trở lại tôi dạy tiếng Việt cho cháu nội cháu ngoại cho tôi. Đúng rồi. À, tôi dạy mà tôi dạy kỹ, dạy cho đến nên đọc được, nó viết được. Anh trở về Việt Nam mấy lần? Ba lần. Anh thấy đất nước thay đổi tốt hay là tệ? Thì anh biết là nó có hai chuyện. Mình đi ra ngoài đường, anh đi ngoài cứ khơi thì thấy cái gì nó cũng đẹp. Anh thấy chiếc cầu Mỹ Thuận đẹp, nó nhẹ nhàng, chứ không phải nặng nề như chiếc cầu Brunswick được. Cái cầu của tụi Mỹ hay gì anh thấy nhẹ nhàng quá, anh thích hả? Nhưng mà tôi đi về nhà quê anh, về quê bà con tôi ở Đàm Đại Phước anh, thì tôi ngồi ăn với họ. Tôi đến chỗ nào thì bà con của tôi đó, thì tôi cũng nói rằng ăn cái gì, ông ăn cái này hay là bác ăn cái này, chú ăn cái này. Bởi vì tôi muốn biết, chứ còn đừng có đi mua rồi tôm cá rồi gà vịt rồi cho tôi đó. Tôi chán lắm rồi, thấy chưa? Thì đó tôi thấy nè, là nó có hai cái, có cái difference sai biệt nhiều lắm. Thì cái đó là vấn đề. Mà vấn đề có lẽ không phải riêng cho mình, nó vấn đề chính phủ. Đó là vấn đề cho chính phủ. Mà không phải là vấn đề ngắn hạn nha. Cho tôi là một vấn đề rất dài hạn. Tôi cũng không biết thế nào chính quyền Hà Nội giải quyết cái vấn đề đó. Hay là càng ngày càng đi sâu vào vấn đề trên lệch giữa giới này, giữa giới kia. Anh định chừng nào anh trở lại? Tôi tính là cuối năm nay tôi đi về Việt Nam lại. Đó là thăm bà con tôi. Có phải là cái chuyến đi chót của anh không? Thì tôi già rồi, chắc bây giờ tôi cũng mệt mỏi rồi. Đi ngồi 18 tiếng đồng hồ dùng máy bay thì cũng mệt. Phải sự rồi đau đầu gối. Anh thấy không? Với bà con tôi nhà cũng lần lần cũng chết. Lần lần thì tôi muốn về. Chuyện mồ mả ông bà anh lo hết rồi. À, thì lo xong. Bây giờ anh có ý định là về kỳ này anh thâu thập tài liệu để mà anh suy nghĩ, anh về anh viết thêm cuốn sách gì vậy đó? Tôi chưa có quyết định, anh chắc để coi, chứ chưa hứa anh. Theo anh nghĩ chúng mình sẽ qua đời ở tại đất Mỹ này hay là ở tại Việt Nam? Không biết cái tương lai thì tôi thấy nó còn xa vời lắm mới có chuyện thay đổi. Anh mới về Việt Nam, anh về Việt Nam trong trường hợp này anh cũng như gì thấy không? Mình cũng vậy. Tôi thì bên đây tôi mua miếng đất rồi để cho ông tôi bên đây ở nhà, bà con tôi để dành cho tôi một miếng đất ở nhà, khi nào chết muốn về nhà cho ông nhà. Nhưng mà tôi cũng mua miếng đất ở bên đây tùy theo con cái thôi. Anh là economist, anh là một nhà văn. Anh cũng có liên hệ tới chính trị. Bây giờ hỏi thiệt anh, trong cái giai đoạn hiện tại còn dưới cái sự kiểm soát của cộng sản, thì cái mối đe dọa trong những ngày sắp tới đó, trong ngày sắp tới đó, thì anh nghĩ sao về cái mối đe dọa từ Trung Quốc đối với Việt Nam? Tôi thấy là Việt Nam cộng sản hay không cộng sản gì cũng ở trong cái thế kẹt tuy gớm ghê. Kẹt với Mỹ hay là kẹt với Trung Quốc? Kẹt. Mà anh ở bên đây anh đi dây. Đi dây là một cái, anh đi dây là bao giờ là không phải là vấn đề dễ đấy. Nhưng mà cho tôi đó, một hai khi tôi đọc những cái bài của anh đó, tôi chỉ thấy có một cái đường lối thôi, dân tộc. Mà muốn cho dân tộc hoàn toàn ủng hộ, khi mà một dân tộc anh nhớ đời Trần đời Lê rồi để được cái là dân tộc nó ủng hộ. Anh thấy không? Thì anh làm cái gì cũng được. Mà còn khi nào mà anh mà vấn đề lơ là, anh muốn cho cả dân tộc ủng hộ anh đó, thì rất không biết Hà Nội có nghĩ đến làm cách nào hay không. Nhà Hà Nội cũng muốn làm cách nào để hoàn toàn như một cái khối duy nhất không, không phải ở trong nước không mà ở ngoài quốc nữa. Nhưng mà tôi nghĩ muốn cho dân tộc mình thống nhất ngoài quốc, trong nước thì phải làm cho họ sướng. Mà cái devise của Hà Nội đó thì là độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhưng mà tôi thấy tự do hạnh phúc phải đặt lại, coi lại có hay là trừ tự do trừ hạnh phúc nữa. Theo anh nghĩ với 1.000 năm đô hộ của Tàu, tôi không có nói Pháp, tôi không có nói Mỹ, nói là Tàu thôi. Bởi vì đó là cái domination dài nhất. Dân tộc mình có đủ sáng suốt để mà đi ra khỏi cái gông cùm của Trung Quốc không, ảnh hưởng của Trung Quốc? Thì mình hy vọng các nhà lãnh đạo bây giờ, nhà lãnh đạo tới biết lợi dụng
cái lực lượng dân tộc, mà anh muốn cho cái dân tộc nó hoàn toàn nó như là một cái khối thì anh phải làm cái gì? Anh hay tại sao không đặt ngay vấn đề liền cái gì làm thế nào để cho dân tộc mình như là một cái khối? Đúng. Thì khi đó cho tôi chỉ còn có một con đường nữa thôi. Thôi bây giờ hai anh em mình chấm dứt cái cuộc bạn đàm bữa nay. Cảm ơn anh Lan nhiều lắm. Anh để dành thì giờ anh thân tình nói với tôi. Thôi tôi cũng cảm ơn anh để cho tôi có cơ hội được nói lên những cái gì có nhiều khi. Vậy là anh em mình dầu sao cũng có cái điểm đồng ý chót là vấn đề dân tộc.